dụ như bây giờ mình là ăn chay trường, nhưng người ta không ăn chay trường, mình ăn đậu hũ thì thấy ngon, người ta ăn đùi gà ngon. Cái góc độ của mỗi một con người không có sai. Tại vì mình ăn đậu hũ, mình hiểu được đạo, mình từ bi, mình ăn chay. Người ta không hiểu đạo thì ta ăn mặn. Mình lại nói rằng người ta ăn mặn là đọa lạc, mình ăn chay là giải thoát. Cái chuyện này mình có quyền mình nói với cái người tu của mình. Nhưng riêng cái gia đình của mình, vợ chồng của mình, con cái của mình không có nói câu này. Vì cái chuyện đó là góc độ của họ khi chưa đi giống mình. Họ chọn cái góc độ đó là họ cho họ họ là đúng. Còn ta chọn góc độ ta, chọn ta là đúng. Chúng ta chọn mình là đúng, mình được quyền chọn đó là đúng. Nhưng mình để cái đúng đó của mình chọn để trong tâm trạng của mình. Và đến với họ thì mình cứ giống như là mộng. Hiểu chưa? Cứ giống như là mộng là được rồi. Nó họ ăn thì mình làm vợ mình phải mua cho họ ăn. Mình khéo léo mình mua cái ăn cho họ mà đỡ đi cái xác sanh thì được rồi. Bây giờ xã hội người ta mặn thịt cá người ta để trong cái chỗ bán mà ướp lạnh là cái chuyện này là bình thường thôi. Người ta vô siêu thị người ta đều được mua thịt cá gì mà. Đúng không? Thì bản thân của mình đi đến đó mình mua về ăn chứ làm gì mà nó nói mình được. Chứ không lẽ giờ ông kêu tôi ra ngoài chợ tôi mua cái đồ sống bắt nó mặn tôi chạy đi siêu thị. Lỡ đó mất thời gian quá, công việc mình phải lo làm ăn. Nên ông còn ăn mặn thì tôi mua gà mặn sẵn tôi đem về tôi làm cho ông ăn. Còn tôi ăn chay là chuyện của tôi à, tôi làm hết trách nhiệm của tôi thì thôi à. Quý vị hỏi Đức Phật là con làm gì có tội không? Đức Phật nói con làm đúng không có tội đâu. Không có tội. Vì sao? Nếu Đức Phật nói có tội, như vậy chúng ta hỏi Đức Phật tội đó là tội gì? Ban đầu cái nhân của con đi trước Phật mà. Cái nhân của con là con gặp chồng con trước gặp Phật. Tại sao Phật không bảo hộ cho con gặp Phật trước chồng đi? Con nhận không? Phải xác thực chứ. Nói chuyện làm sao trong cái thời đại nó phù hợp. Bây giờ quý vị nói câu này mà đưa lên không có một cái dàn trí thức nào mà không tiếp nhận được. Đúng không? Cái duyên của con gặp chồng con trước Phật. Nên bây giờ tất cả những việc gì chồng con muốn hay không muốn gì thì con cũng phải lo cho chồng con. Tại vì đó là cái duyên của con ban đầu đã đặt vào. Còn bây giờ con chọn Phật để con học Phật, đó là bản thân riêng cá nhân của con. Còn cái chuyện giữa con với chồng con là cái chuyện này con phải giải quyết vấn đề này. Vì con đã chọn cái nhân ban đầu ngay chỗ đó. Nhưng con sẽ hướng đến Phật và đi đến con đường giải thoát. Đó là cái ẩn nhẹm từ tâm của con làm. Cái chuyện này con phải làm thôi. Vậy quý vị học Phật có trở ngại không? Có nhiều người nói bây giờ làm đồ mặn sát sanh là mang tội. Quý vị mang tội thì bị khỏi tu luôn, khỏi ở nhà luôn, gia đình tan nát luôn. Vậy thì Phật Pháp mà dạy như vậy thì diệt Pháp. Phật Pháp dạy cho con người ta hạnh phúc, dạy con người ta mỗi người sống trong mỗi cương vị đều có trách nhiệm. Mỗi cương vị đều phải có trách nhiệm. Nên mới nói rằng là mỗi cương vị là Bồ Tát. Cương vị nào cũng là Bồ Tát cả. Phải nhớ. Thí dụ như bây giờ mình nghe đạo rồi có thể chuyển hóa những điểm này thì được nè. Mình làm nghề sát sanh, giết trâu, giết chó, giết bò, giết gà, giết vịt, sát sanh hại vật. Rồi nuôi chăn giết chăn, rồi nuôi gắn giết gắn, nuôi gà giết gà. Thì những cái việc này mình thấy nó thấy kiếm tiền từ những đồng tiền này tạo nghiệp sát nặng quá. Thì con cháu mình sau này nó cũng được tốt, thôi chuyển nghề khác. Chuyển nghề khác làm cho thuận tiện hơn. Thì việc này không có sai. Việc này thì có thể được. Nhưng mà nếu họ không chịu, không chịu thì thôi. Họ không chịu thì thôi. Như cái câu chuyện mà cái cô nghịch duyên rõ ràng không? Nó trở ngại quá trời luôn. Đi tu trở ngại quá trời luôn. Không đi tu gì mà ăn chay thôi là trở ngại rồi. Chồng nó trở ngại quá trời luôn. Nó không cho ăn chay. Mà nhiều cái quan niệm này nên người ta không cho mình ăn chay nè quý vị. Quý vị biết vì sao mà chồng nó không cho mình ăn chay không? Quý vị lúc ăn mặn quý vị thoải mái lắm. Quý vị rất thoải mái với nó luôn. Nó chưa muốn quý vị nó muốn với nó. Hiểu chưa? Nhưng khi quý vị đi tu á, quý vị nghe đạo quý vị là không như vậy như ngày xưa. Có khi nó muốn mà quý vị lại còn lơ lơ. Nó không cho quý vị tu là ngay chỗ này thôi. Thấy chưa? Giảm mà độc chiêu luôn. Đi đến cái mức này là quá dữ dằn rồi, còn nói. Bởi vì sao mà
mỗi tuần chủ nhật mà không đến được. Đó, vậy thấy không? Chỉ có chỗ này thôi thì cái câu chuyện nghịch duyên nhìn cũng biết, đóng phim mà mình cũng nhìn ra được nữa. Chứ cái lý gì đâu, thấy không? Nó là thấy vợ nó cứ là khi mà ăn chay rồi tần số nó yếu. Tần số yếu, chồng nó đâu có chịu gì đâu. Chồng nó muốn là vợ mình lúc nào cũng tần số cao. Mà nó không có hiểu, tần số cao nó hao năng lượng. Tần số cao là hao năng lượng, hiểu không? Cái người học Phật nó điều tiết rất là hay. Lúc nào cần tần số cao thì nó cao, nó rất là hay. Còn lúc nào không cần thiết thì nó là tần số thấp, tần số dịu, thì nó tích tụ năng lượng. Còn mình không còn Phật, mình không tu, mình không ăn chay niệm Phật, là tần số mình lúc nào cũng cao chứ sao chịu nổi. Hiểu chưa? Nó nên học Phật vẫn là đặc sắc. Nó đâu có tệ đâu. Mà để cho vợ chồng mình học Phật là sạch sẽ. Họ ăn chay họ rất là sạch. Cái người ăn chay mồ hôi họ cũng đỡ hôi nữa, 100% luôn. Nó, người ăn chay họ rất là sạch, quý vị đi làm răng thôi. Cái người ăn chay và người ăn mặn, quý vị đi hỏi nha khoa phải không? Cái người ăn mặn làm răng dơ hơn là người ăn chay đi làm răng. Nó, nên từ nơi đó quý vị biết rằng là người ăn chay cơ thể sẽ sạch. Nó, mồ hôi mình đỡ hôi như ngày xưa nè. Nó, rồi cái tiếng nói của người ăn chay nó cũng thanh thao hơn nữa. Nó, tại vì sao? Vì cái tần số ăn chay là tần số từ bi. Nên từ nơi đó mà cái khí lực của người này rất là mạnh liệt. Nên cái tiếng nói của họ nó cũng mạnh. Còn tại sao cái người ăn mặn tiếng nói họ yếu? Vì khí lực họ yếu. Mà khí lực yếu là từ đâu? Vì cái tâm sát sanh. Sát sanh thì nó hao năng lượng. Tâm ác hao năng lượng. Từ nơi đó mà cái khí lực yếu. Khí lực yếu lời nói không quyết đoán. Ăn chay lợi ích rất là lớn. Hãy cho vợ chồng mình ăn chay đi. Còn người ăn chay, người tu của chúng ta phải thông suốt được cái định luật nhân quả. Hiểu không? Thông suốt được định luật nhân quả. Cái chuyện niệm Phật giảng sanh đó là tính nguyện niệm Phật giảng sanh. Còn chồng mình hãy đón được tâm ý của nó. Mình tu làm sao mình đón được tâm ý của chồng mình? Đó mới là người tu tuyệt vời thời đại. Đón được tâm ý của nó, đừng để cho nó lúc nào cũng cảm thấy mất hứng gì mình. Hiểu chưa? Chồng không tu nghe ông thầy giảng cũng số 1 được. Đi tu đi em. Cho mấy bà cơ hội được đi đến chùa vẫn là ngon hơn là mấy bà không được đi đến chùa. Hiểu chưa? Thà chỉ mấy bà như vậy để mấy bà được đi đến chùa, mà chồng mấy bà cũng đồng tình với những đức nữa. Mặt nào cũng tốt. Đúng không? Những đức nói thật lòng với vị là cái chuyện giảng sanh là chuyện của cá nhân mình. Quý vị phải nhớ câu này đó nghe. Còn cái chuyện của người ta ra không niệm Phật giảng sanh thì đừng nên đặt vấn đề vào người ta. Mình nên làm tròn cái trách nhiệm của bản thân mình, làm vợ làm chồng đi, làm con, tròn trách nhiệm đó. Chứ đừng có nói hai cái chữ là tôi muốn giảng sanh ở trong đây. Cái câu đó vị được quyền nói với những đức là con muốn giảng sanh. Những đức nói được tốt. Còn quý vị nói với chồng quý vị là bây giờ như vậy, em không thích như vậy. Nó nói, ủa cái gì mà thích không thích ở trong đây? Cái ban đầu đến với nhau không có nói câu này. Trong cái hợp đồng của làm đám cưới không có nói câu này. Đúng không? Trong cái hợp đồng làm đám cưới là không có câu này nghe. Phải chi mà trong cái hợp đồng đó có cái câu nói là em được quyền thích hay không thích. Hiểu không? Khi ký hợp đồng rồi thì em lại hoàn toàn giao phó cho anh quyết định. Chồng là người quyết định cho vợ. Quý vị coi sách xưa, từ xưa tới nay phải chồng là người quyết định cho vợ không? Nên cái chuyện mà nói vợ chồng mà chia tay, chồng nó không muốn, quý vị khó chia tay. Tại vì sao? Hai bên đồng tình đến là hai bên đồng tình chia tay. Còn nếu một bên là không được, thấy không? Nên từ nơi đó mà khi đến với nhau hôn nhân, suy nghĩ cho kỹ nghe. Nó đã ký hợp đồng là cái gì cũng phải chấp nhận hết. Nhớ đã ký hợp đồng là phải chấp nhận. Giờ giấc nào cũng chấp nhận hết. Quý vị coi trong cái bản hợp đồng kết hôn đi. Nó không có phân tách thời gian.
hết giờ nào lôi cái giờ nấy à. Nên từ nơi đó mấy bà đừng bao giờ nói trở ngại đường tu mấy bà. Ai mà mấy bà không tu? Mấy bà hãy tu đi. Mấy bà ngon mấy bà tu đi. Tại mấy bà tu không được, mấy bà hãy tự nói rằng tu dở. Mấy ông nói tu dở, chứ đừng có nói đổ thừa cho người ta là làm gì những điều đó tôi không được. Càng làm như vậy thì càng muốn giảng sanh. Hiểu chưa? Càng muốn giảng sanh. Bình tĩnh mà nhìn, ngày xưa không thấy, nhưng bây giờ thấy bình tĩnh mà nhìn trong những giây phút đó thì mình sẽ càng muốn giảng sanh chứ gì đó. Hiểu chưa? Nó trả đại phước cho rồi. Nó còn hỏi ngược lại nữa, anh muốn gì? Không, nói là sao bà càng ngày bà tu cho tôi thấy bà đặc biệt ghê nha. Nữa đi mà lấy chân kiều kiều chân là mình lấy chân kiều kiều kiều, kiều chân mình nói muốn gì vậy? Đừng có nằm im đó mà không muốn gì đây. Để bước ra ngoài rửa mặt rửa mày cái coi. Đúng là bà, đúng là càng đi tu càng đặc biệt đó nghe. Rồi lúc đó mình mới xỏ mũi người ta, mình dẫn người ta đi tu thì mình số 1 mà, đúng không? Mấy bà sợ gì? Bà phải ghen, hiểu chưa? Đó. Này giảng đội gì cái bài pháp này hay á. Có thì quá hay luôn. Dân hiện đại chấp nhận sâu sắc. Người hiện đại họ thích hại điện quý vị. Từ nơi đó mà họ làm việc gì cũng hao điện lắm. Hiểu chưa? Kệ họ, họ thích hao điện thì cứ hao điện đi. Thấy không? Nói quý vị, quý vị nhớ nè, một người á, mà chủ động và một người bị động, chọn đi. Chủ động vẫn là hay. Nhưng đó nó thật sự với mấy ông đây với mấy cô chứ. Chúng ta thấy rõ ràng phụ nữ là họ luôn luôn chủ động. Phải không? Suy nghĩ kỹ thì biết họ chủ động liền gì đâu. Nên phái nữ không cần phải sợ. Nên tu là tu, giải thoát là giải thoát từ cái tâm mình á. Quý vị mà nghe như vậy rồi nó thoáng hết cái tâm quý vị luôn, cho quý vị biết thoáng cái tâm luôn. Nó mà người ta không bao giờ cái chuyện mà khó khăn quý vị đi chùa đâu. Nó cái đó là cái tiện mà giết rồi nó giảm cái nghiệp của chồng quý vị luôn. Nó giảm cái nghiệp đi. Thật sự mà nói một món ăn gì nó ăn ít nó có thèm hoài. Bắt nó ăn đến mức tràn cổ họng nó còn thèm không biết. Bây giờ tôi hỏi mấy bà nè, nó cứ là nó chủ động hoài, mấy bà chủ động ngược lại. Mấy bà nạp nó giết nó sợ thấy mù. Xanh mặt xanh mày chứ đừng nói chuyện giỡn chơi. Hiểu không? Mấy bà thử đi. Mấy bà bắt cỡ đỏ mặt chứ. Cái tài giảng ghê quá. Đúng không? Vậy đó mà nhiều người nói công nhận thầy giảng hay thiệt. Bởi nhiều ông thầy ông nói không biết giảng cái gì hay nữa. Nói, mấy bạn nói hay. Thầy hãy bình tĩnh đi, hay. Tại sao mấy bạn nói hay phải không? Tại tâm trạng mấy bạn là hay, mấy bạn biết. Còn người không trong cuộc đó không có biết cái gì hay đâu. Nếu như từ nhỏ mà đi tu sẽ không biết cái này hay đâu. Hiểu chưa? Không bao giờ biết được đâu. Đó, vậy nhớ này là cao thủ lắm á nha. Đó. 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 Phật pháp hiện đại. Phật pháp hiện đại thích hại điện á. Hiểu không? Nói quý vị coi, tu hành mà như vậy thì quá tự tại rồi. Quá tự tại, nó đâu có trở ngại cái con đường giảng sanh. Quý vị coi 48 lời nguyện có một lời nguyện nào
mà nói ra cái chuyện chiều dòng mà không giảng sanh không? Không có mà. Bây giờ con không có hiểu nhiều, Phật nói rõ con nghe đi. Mà kinh giáo rõ ràng là như vậy. Chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin nưa, niệm danh hiệu ta, gọi là tín nguyện niệm Phật, thích niệm Phật, muốn sanh cực lạc đến khi mệnh chung. Chỉ cần niệm từ một niệm đến mười niệm thì ta là Phật A-di-đà đến tiếp dẫn người đó sanh cực lạc, ngoại trừ những người tạo tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Phải không? Có câu nào dính vô chỗ đó không? Nên tại sao cái bà mà nghịch duyên bà giảng sanh Phẩm Vị Cao? Bà chiều đó. Bà chiều đó quý vị. Cái bà kia mới là người tu cao thủ đó. Cái bà mà chỉ bà mới là cao thủ tu đó. Khi bà này ăn mặn mà vợ chồng có lục đục hoài, bà nói chỉ có ăn chay, ăn mặn thôi. Làm gì tối ngày vợ chồng có lục đục hoài, muốn ăn mặn thì ăn mặn đi. Tu là tu, niệm Phật là niệm Phật. Chở ngại gì chuyện ăn chay này hoài, làm gì em? Nó muốn chan mỡ, chan dầu vô hả? Chan đi, ăn luôn, quất. Nhỏ này nghe lời liền, về là cái mảng đó đỡ trở ngại liền. Tới khi niệm Phật là bà này bà niệm bằng đêm, chồng nó thấy được, nó dùng mọi cách không cho niệm. Cuối cùng bà bỏ cái cách đó luôn, bà niệm thầm trong tâm, thử có mày cản được không? Cái quan trọng là bạn chịu tu hay không thôi. Hiểu chưa? Mình coi câu chuyện mình không hiểu hả? Rồi xong thằng chồng nó mới nói với thằng bạn kia, nói là cái câu Phật hiệu này lạ lắm, ăn chay tao cản được, nhưng riêng cái chuyện niệm Phật là không có cản được. Là nó niệm trong tâm sao cản nó. Rồi xong lúc đó thằng bạn mới nói rằng bây giờ mày phải làm cách khác, không bán rau nữa. Tại vì mày bán rau nên nó ăn chay niệm Phật, bây giờ mày sát sanh sao nó ăn chay niệm Phật. Lúc đó nó chuyển qua bằng heo. Thì thấy chưa, bắt làm chân heo, cầm chân heo mà giết. Cái người tu mình mà kêu giết súc sanh, cầm chân heo cho người ta giết vì nghĩ lương tâm mình nặng cỡ nào chưa? Nó nặng, nó đau khổ không tưởng tượng được. Lỡ gặp bà kia nói không có sao cả, đó là nghiệp duyên em phải trả, em đừng có nặng nề gì chứ nha. Em cứ cầm chân heo trước khi giết, em cứ niệm Phật và khuyên nó niệm Phật quy y cho nó đi. Rồi sau khi giết xong rồi em cứ niệm Phật cho nó đến khi nó chết đi. Em chỉ cần có cái tâm đó, chuyện của chồng em là chuyện của chồng em, còn chuyện của em thiện tâm là thiện tâm. Nó vẫn biết ai giết nó, ai hại nó và ai giúp nó. Đúng không? Thông tâm hoàn toàn hết luôn. Rõ ràng trong Phật Pháp này nó không có trở ngại quý vị à. Mà mình tu trở ngại là do mình. Phật Pháp nó không có trở ngại. Nên mới nói Phật Pháp là giải thoát. Giải thoát là cái gì? Cái gì cũng giải thoát hết. Cái gì cũng giải thoát hết thì nó đâu có trở ngại. Vì học Phật mà tại sao có nhiều cái trở ngại quá? Phật Pháp chỉ là một cái hàng rào của Pháp tự lực thôi. Cái Pháp tự lực là một cái hàng rào để mà gọi là hoàn toàn không có một vọng niệm gì, tiêu nghiệp sạch sằng sanh, và chúng ta minh tâm kiến tánh thành Phật. Đó là cái Pháp tự lực. Nhưng quý vị phải nhớ rằng cái Pháp tự lực mà nếu người thông hiểu mà tu thì cũng đạt thành cái Pháp nhị lực nè. Họ cũng vô cùng tự tại. Quý vị coi như nhiều vị tu hành nhiều chục năm mà thông hiểu Phật Pháp, họ rất dễ tốt, cái gì cũng tốt. Rõ ràng luôn mà. Chỉ có cái người chấp văn tự rất là nặng nề thì họ tu rất là khó. Họ sẽ áp lực người tu này khó lắm. Cái gì cũng không được, cái gì cũng không được. Nhưng mà do con người mình quá cứ bê bối nên họ mới đưa ra nhiều cách để giảm bớt đi cái bê bối của mình. Ví dụ như Ấn Tổ ngày cũng ghi chép, ngày để lại nào là ngày dạy chúng ta mỗi cách phải hạn chế. Cái đó là hạn chế dùm cho mình để đừng nên tùy tiện. Đến nỗi mà ngồi trong chánh điện, tu trong chánh điện mà ngày không cho xì hơi. Nghe nói thổi, hiểu chưa? Nhưng mà mình đã thử thí nghiệm nhiều lần rồi, không xì không được. Cái này là 100% luôn. Mình nói Ấn Tổ con nghe con cố gắng lắm, nhưng mà cố gắng nhiều lần mà vẫn bị dính à. Thấy con mò, thấy một cái mồi a à, vậy là con hiểu rồi. Ấn Tổ ngày nói là để quý vị hạn chế, cái nào ngăn được thì ngăn, cái nào chặn được thì chặn, cái nào chặn không được cho ra. Này là mình nói đúng là Phật Pháp này mới tuyệt. Sao bị chết queo quan tự kỳ vậy? Bây giờ ngài mắc tiêu rồi, ngài để lại cái câu đó thôi, tự nhiên bắt mình phải làm cho bằng được. Không có vụ đó đâu ngài. Đúng chưa? Bây giờ Đức Phật cũng vậy, để là bao nhiêu câu vậy? Con làm không được sao con làm đây? Con mới làm sao mà con làm được mà con vẫn tu kìa. Nên mới nói là trí tuệ của người hướng dẫn quý vị. Cái này là quan trọng nè. Nó là người hoằng đạo chứ đạo nào hoằng người. Phật Pháp là do có con người hoằng đạo.
Nên tại sao lại bắt mình phải là như vậy, phải làm cho bằng được? Lý do nào bắt tôi làm cho bằng được? Tuy là lời nói là của Phật, nhưng thật sự thì tôi biết văn tự này của ai nói, ai chuyển lại. Nên tôi nói tôi phải làm sao phù hợp, phù hợp trong cái thời cuộc và phù hợp tính tình tôi, phù hợp với căn tính tôi mà tôi vẫn tu được, và vẫn sống được, vẫn vui được, và có tâm giải thoát được, vậy là đúng rồi, không có sai. Nên cái cách giảng thuyết Thiện Đức nó rất là mạnh dạn, bởi vì nó rất là thẳng thắn, nó không có một cái gì e ngại, tỷ vị thôi. À, muốn giảng gì cũng không dễ đâu á, cho mấy vị biết nghe không? Nó, nên từ nơi đó mà cái bà cầm chân heo bà giảng sanh, quý vị thôi, bà biết ngày giờ chưa? Tại sao bà biết ngày giờ? Vì bà tự tại. Tự tại ở đâu? Tự tại trong mọi hoàn cảnh. Quý vị đòi hỏi vô chùa thì mới tự tại. Trong chùa thì lo chân rồi bình yên rồi, mà có khi còn đụng chạm nữa. Tại sao chúng ta kêu mình tự tại? Vì mọi mặt là chỗ tự tại, chỗ nào cũng là tự tại. Nếu được như vậy thì quý vị như cái bà kia biết ngày giờ giảng sanh, bà ngồi bà đi bà độ chồng, bà độ cả sớm luôn, thấy không? Bà giảng sanh độ cả sớm đó, nên cảm ơn chồng chưa. Nó càng trở ngại mà chừng nào thì mình càng giảng sanh dữ dằn chừng nấy. Nó như vậy, cô giáo Lưu Tố Văn đó, bà nghe pháp chồng bà bắt phim kiếm hiệp đá banh chơi, bà ra bà nói: ủa ông thử tôi cả đời bây giờ còn thử nữa. Thì tôi nói cho bà học tiểu học thì có đề tiểu học, trung học thì đề trung học, đại học thì đề của đại học, bà muốn làm Phật thì đề của làm Phật, bà muốn cái gì? Xong bà nói: ủa vậy là ông muốn giúp tôi làm Phật à? Đúng, tôi giúp bà làm Phật đó. À vậy ông là Bồ Tát à? Đúng, Bồ Tát mới giúp bà làm Phật. Hiểu chưa? Bồ Tát mới giúp bà làm Phật. Đề bà Đạt Đa là cổ Phật mới giúp Đức Phật làm Phật. Bản lãnh vô cùng, đi xuống như địa ngục à, quá bản lãnh luôn. Thì bây giờ cực lạc đi rồi bị làm y gan đề bà Đạt Đa được. Người ở cực lạc đi làm đề bà Đạt Đa được. Tại vì sao quý vị không có bị cảnh giới gì trở ngại vậy chứ? Là vô ngại, hiểu chưa? Quá tự tại. Nghe còn thấy tự tại, không chỉ là cảnh giới đó, hiểu không? Nên tại sao người học Phật, có những người mình học Phật càng học càng an lạc tự tại vô cùng. Được, tốt. Niệm Phật nhiều, niệm Phật ít gì tốt. Mày thích niệm sao mày niệm đi, tốt. Vậy là một tư tưởng thôi. Còn ngoài ra họ làm sao cảm thấy an lạc? Đừng có bỏ niệm Phật thôi, tốt. Đúng không? Tại nhà mình làm, tại chùa mình làm, còn đi ra khỏi chùa muốn làm gì là làm. Quá tự tại, phải không? À, nên từ nơi đó vậy, thấy không? Nghe gì thấy thoáng cái tâm chưa? Cầu an cầu siêu tới cái gì? Nãy tới giờ ông bà mình chắc cũng dừng bị giết. Dừng lại, thấy không? Nó nghe mà mê luôn á. Dừng hết. Nó dừng hết những cái khổ trong tâm nặng nề, dừng lại. Thấy chưa? Nó nên á, tại sao mình cứ khổ hoài? Cái dòng sanh tử mình nó trôi hoài vậy đó, chịu dừng lại đâu? Mỗi giờ mỗi khắc cứ là cái dòng sanh tử khổ đau nó cứ trôi hoài vậy đó. Chúng ta tại sao không dừng lại? Dừng lại rồi nè, phải có chủ trụ mới dừng. Có chủ trụ mới dừng. Giúp cho người ta có chủ trụ mà xuôi theo dòng nước. Đừng có giúp người ta chủ trụ mà ngược dòng nước. Ngược khó tu lắm. Biết rằng nói Phật pháp là đi ngược thời đại, nhưng ngược thời đại sao tu? Ngược thời đại ai chấp nhận mình? Ngược thời đại là đó là gì? Đó là con người ta ngoài đời, người ta tạo bao nhiêu danh lợi tiền bạc vật chất mà người ta đều nghĩ về gia đình người ta. Đó là thuận theo thời đại. Còn mình đi ngược thời đại là gì? Có vật chất, có của cải mà tu phước tu duyên, làm những việc tốt, không nặng nề, không dính mắc. Đó gọi là cũng thuận thời đại mà trí tuệ. Hiểu không? Chứ kêu ngược lại người ta, tất cả gì người ta làm phải ngược lại, không có đâu. Không có dễ sống, không dễ tu đâu. Cái lượng người ta đông quá, cái nhân sự mà của người ta ngoài đời không tu đông quá. Bước ra có mình họ 100 người, nó đi 1, 2, 3 mà nói khoan, 100 thằng quýnh thằng đi 1, 2, 3 nhào vô nó dặm mình, nó vừa đi 1, 2 mình nói khoan, có gì không, mày có lời gì di chúc cuối cùng không? Nói khoan, cho tao nhập phe mày đi. Khùng quá.
quá khôn luôn. Cái này không có hôn, không có gan được. Gan nó dậm mình dẹp lép, gan làm gì cho nó mệt thêm đó. Mình vô vị trí nó, mình chờ cơ hội để mình lật đổ nó vẫn là khôn hơn. Hiểu chưa? Nó ý nói cái câu cho quý vị nghe là trong gia đình quý vị quá nhiều người trở ngại vì nhập phe với họ. Mà cái tu là của cá nhân quý vị ấy, thì quý vị sẽ là người khôn. Còn bị tách phe ra nó một nhóm đông quá, nó giật quý vị te tu, thả tơ khó tu với nó. Hiểu chưa? Tiện tu để có đường dài. Tiện tu thì có đường dài, có đường dài thì mới có cơ hội cứu nó. Vì khi nó gặp nạn thì mình ra tay, lúc đó nó mới thấy mình là cao thủ. Cao thủ núp trong lá ủ. Thấy chưa? Cao thủ núp trong lá ủ. Chứ sao? Thì nó không tu là lá ủ. Mình là cao thủ chứ mình núp trong lá ủ, mình chờ cơ hội. Thì mình nhảy ra bậy bạ lá ủ nó đắp mình chết. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó hiểu nghe chưa? Nên tất cả mấy bà nghe rồi đó, mấy bà về mấy bà làm sai là chuyện của mấy bà. Cái câu hồi nãy rất là hay. Thà chủ động đừng để bị động. Nhắc lại đó, câu đó cực kỳ hay luôn. Bây giờ Nhân Đức hỏi mấy bà này, mấy bà trả 20 năm. Tại sao mấy bà không trả 5 năm thôi? Còn 5 năm sau tự tại hơn. Để chi thời gian tới 20 năm cực quý. Đúng không? Đó, nên cứ là nó đòi ăn bánh. Chúng ta tại sao không chuẩn bị bánh luôn đi? Hiểu chưa? Nó đã đòi ăn bánh là chắc chắn phải làm bánh. Mà mình cực vô cùng khi bác tử kêu làm bánh. Bây giờ chúng ta chuẩn bị bánh sẵn luôn. Là bánh bò. Nước cốt dừa chế sẵn luôn. Chế sẵn hết luôn. Rồi xong đến ăn đi anh. Giết rồi nó chạy mất dép. Nó sợ quá. Chắc chắn lỡ gặp Nhân Đức. Dạ con xin lại thầy ba lại. Con sợ thầy quá. Bây giờ vợ con ghê gớm quá. Nó không còn muốn giải thoát gì nữa hết thầy ơi. Người ta hỏi chuyện gì mà nói như vậy. Ngày xưa là nó rất khó khăn, nó tu nó muốn giải thoát. Bây giờ không biết sao tự nhiên nó nổi máu lên ghê gớm quá. Ngày xưa đòi ăn bánh là 2-3 ngày nó mới làm xong bánh. Còn hang lằn hang lựa nữa. Còn bây giờ là lúc nào cũng chực chỉ có bánh luôn. Giết con ớn quá thầy ơi, con quá ớn rồi. Con xin thầy thầy dạy lại cho nó làm bánh từ từ. Hiểu không? Lúc đó rồi thì Nhân Đức nói chết mày chưa. Chết mày chưa. Đúng không? Nó lúc đó rồi thì tất cả mấy bà nói đúng là thầy là cao thủ. Hiểu chưa? Không, hay lắm á. Càng suy nghĩ đi rồi quý vị mới thấy là trí tuệ. Hiểu không? Mình đã biết rằng là mình không có cản được, mình cũng không có ngăn người ta được, và mình cũng không có thể nào mà mình không cho được. Nó đều là mình phải là chịu dứ kèo không à. Thì chúng ta tại sao không chủ động mà tính trước đó. Không, nhiều bà mà nghe cái buổi giảng này chắc Nhân Đức nói là mấy bà may mắn lắm. Rất là may mắn luôn, nó thiệt luôn nghe không? Mà những văn tự này đố ai mà có thể lật kèo được mình luôn. Tôi nói bánh đồ không à. Chỉ có người trong cuộc này mới biết bánh gì thôi. Hiểu chưa? Mình đâu có nói mấy cái chuyện gì đâu. Nói bánh bò rồi, nước cốt dừa rồi, làm bánh, mình nói vậy thôi. Nhưng mà cái người cùng tần số, người ta thông minh, người ta hiểu. Hiểu chưa? Mình là hiểu nhau.
đúng không? Nó là hiểu nhau. Bây giờ những Đức nói là mấy cô á mà bỏ tôi là mấy cô sẽ mắc tất cả. À, hiểu chưa? Tại vì sao? Quân sư mà, quân sư chỉ điểm mà, đúng không? Nó từ nơi đó mà mấy bà mà không về sao mà biết được. À, từ nơi đó, đúng không? Nó mình á, cái gì nó cũng phải mới lạ một chút. Cũng là tóc đó mà lâu lâu nó cũng đổi tóc, đúng không? Lạ một chút, đúng không? Coi cái nào phù hợp. Mình xã hội mà, quý vị, đúng không? Đồ đạc sạch sẽ gọn ghẽ, không có nói buông xả mà bèo nheo được. Tu hành mà thấy mình coi được là thấy mình thích tu, không nói dòng do chứ. Nhớ cái câu là câu cũ nghe, thấy coi được là thích tu. À, coi được là thích tu. Cười nhiều, vui vẻ, không có buồn giận ai để trong tâm. Học Phật càng học càng tích cực chứ không có tiêu cực. Làm ăn được cũng học Phật, mà làm ăn không được cũng học Phật. Có tiền nhiều cũng học Phật, mà không có tiền nhiều cũng học Phật. Có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh chúng ta phải học Phật, vì chúng ta không có bỏ vào pháp được. Vì bỏ vào pháp là chúng ta được cái gì đâu? Được gì đâu? Không có được cái gì chứ, thấy không? Những Đức nói thiệt chứ, chúng ta đến với nhau là vợ là chồng với nhau, dù cả đời thương nhau đi chăng nữa mà con đường nó tự đi. Chỉ là trả cái nợ trong cái lúc hiện tại này để mà dễ tu thôi. Chứ ngoài ra có ai giúp được mình đâu. Mình phải khôn ở chỗ này chứ. Nên gọi là mộng mà. Chúng ta phải hiểu. Thì tự nhiên quý vị sẽ nắm chắc cái con đường tu này. Không có bỏ đâu, không ai mà dạy gì thì bỏ vào pháp. Ai đi bỏ vào pháp. À, nhớ là lúc phát tâm hay lúc phát tâm yếu cũng không có bỏ vào pháp. Ví dụ như cỡ nào cỡ mà mình gặp được cái ngôi chùa gì là mình quý. Quý rồi. Với ông thầy, ông cũng hướng dẫn mình quá nhiệt tình. Mình, ông tạo điều kiện cho mỗi người phải tu được. Đó là tạo điều kiện cho mỗi người phải tu được đó. Tu được còn hơn là tu không được. Được một chút còn hơn là không được cái gì. Hiểu chưa? Cái tâm từ bi của Phật á, là thà cho bị được một chút. Còn nếu như mà Phật không có từ bi thì thà không được cái gì. Thật chắc mà không được cái gì thì thà phương tiện mà được một chút. Hiểu chưa? Hãy tự mở rộng những cái gì người ta dạy mình đó, mà làm sao cho nó đặc biệt. Thì vậy thì quý vị là người lãnh nhận Phật pháp hay, không nói dòng do chứ. Chứ đừng bao giờ mà mình đi không hiểu mà đi hỏi tùm lum tùm la làm chi. Hỏi là sai. Thà hỏi người trực chỉ dạy vị còn hay hơn. Tại họ xuất phát qua văn tự thì họ sẽ giải thích văn tự, và họ là người trong cuộc thì họ sẽ hiểu người trong cuộc. Vì hỏi người ngoài cuộc sao họ biết, nó đâu biết đâu, hiểu chưa? Họ sẽ trả lời hoàn toàn đi ngược lại hết trơn à, làm cho bị mất phương hướng thì mới làm cái gì. Nó nên nhiều người chúng ta học Phật mà dạy làm cho mình tự phiền não, đừng có nên làm cho mình phiền não làm chi. Nhớ Phật pháp là tự tại nghe. Nó là tự tại. Nó tự tại không phải là trong một cái phạm vi nào đó. Không phải đâu. Phật pháp nó tự tại trong mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ. Chỗ nào cũng tự tại chứ. Thật sự mà nói, chính bản thân những đứa có khi đi móc phân các cụ mình thấy còn tự tại. Cũng vui nữa. Người ta nhảy vô cái hầm phân, người ta nín thở. Những đứa nói, ủa nín thở rồi cũng phải thở à. Suy nghĩ nín thở rồi cũng phải thở à. Như vậy tại sao không hít một hơi sâu? Cái này, cái câu này với cái câu nãy như Đức dạy bị Iran không khác một chút nào. Tại sao không hít một hơi sâu? Đúng không? Hít một hơi thiệt sâu đi. Rồi quý vị sẽ thấy phân với quý vị là một liền. Không còn là hai nữa. Tại vì quý vị hít sâu quá rồi nó, thì lúc đó là cái mùi thúi nó không còn bao nhiêu nữa chứ. Thì lúc đó quý vị hít thở tự nhiên trong cái hầm phân luôn. Còn người ta là nín hơi nên khi hít đó, nó thấm. Nín quá nên hít nó thấm. Rồi nó chịu không nổi. Rồi nín nữa. Nín nữa chịu đựng rồi kiệt sức hít. Còn mình là chủ động hít. Nên mình có lực hít hơn. Hiểu không? Chủ động hít thì mình có lực hít hơn. Còn mình bây giờ mình nín thở là mình kiệt sức. Mà khi kiệt sức thì cái hơi hôi thối nó vào còn sâu hơn.
mà mình không chịu nó thì nó cũng phải vào. Khổ ghê. Nên văn tự của những đức mà khi chia sẻ Phật pháp, quý vị thấy không, văn tự này chắc là nếu mà nói về cái người học thức hoặc là những cái người mà người ta học về Phật giáo, nó nói cái này là văn tự ác ôn, văn tự tào lao. Không có tào lao đâu, nó không có tào lao một chút nào, chỉ có cái người hành trì mới thấy ra thôi, không có tào lao một chút nào. Ai cho nó tào lao thì nó là tào lao á, còn ai cho nó là kết quả là nó là kết quả đó, 100% luôn. Đây là thí nghiệm chính bản thân như thí nghiệm mà, chính bản thân như thí nghiệm mà rõ ràng 100% mà còn gì. Người ta làm mà, đâu phải người ta không làm đâu. Người ta móc phân rõ ràng mà, trên tỉnh thất ngày xưa tôi mới móc phân biết bao nhiêu lần mà nó kinh nghiệm quá. Ở xa đó cách 200 thước ta chịu không nổi mùi phân thúi. Cái hầm phân nó kẹt một đống cứng ngắc, nhảy vô đó ai cũng chịu không nổi. Con mình tôi là đứng trong đó 2 tiếng, bước ra mặt mày đẹp hồng hào ghê. Tại vì sao biết không? Nghiệp chướng chạy hết. Ma tà quỷ mị gì chạy sạch nhát, thúi quá. Còn có mình những đức đậu mà. Những đức ngày xưa đi lên thành phố làm, quý vị biết cái cống của thành phố nó dơ cái nào chưa? Kinh lắm. Cống thành phố dơ lắm. Tại vì nó nhiều người ta xài, người ta dùng tạp quá. Nó kinh lắm. Khi nó nghẹt cống không có ai dám nhảy xuống cống đâu. Trong cái nhà hàng quán ăn của mình những đức là người dám nhảy xuống thôi. Những đức nói một câu gì nè: không ai làm thì không lẽ giờ bỏ đại, phải có người làm chứ, làm cho họ biết. Tại sao những đức đặt câu hỏi, tại sao cái người đi móc cống họ mập lù? Những đức nhìn những người móc cống tay chân họ bự lắm. Ủa họ móc cống sao họ tay chân bự mà chắc chứ? Sao mình không dám nhảy xuống cống? Mình cũng như họ, tại sao mình không nhảy xuống cống được? Thì những đức nhảy xuống cống, lặn luôn. Lặn luôn, tại vì sao móc của tôi có dưới sao móc? Thà lặn xuống còn ngon hơn mình mà hợp hợp gì. Hớp gì còn dữ hơn. Mà hớp toàn là phân không à. Phân nó toàn ten cái miệng mình hớp phân không à. Thà mình lặn xuống mà không dính cục phân nào nghe. Lặn xuống thì mình có quyền khả năng của mình bụm miệng lại. Còn mình hớp gì thì đưa cái miệng mình hớp cục phân luôn, giống cá cha ai lụm cục phân luôn. Này là móc cống trên thành phố mà, nghẹt cống tôi móc hoài. Ngày xưa trên thành phố tôi biết mà. Hiểu không? Bây giờ không ai làm, phải mình phải làm chứ. Cái tính như người như Đức là lạ kỳ, là không ai làm là tôi làm đó. Người vậy đó. Đức hơn người chỉ có một cái là không ai làm tôi làm nè. Nên từ nơi đó, ngày xưa trên thành phố cho nó 15 cái bình ga. Tự nhiên nó có cái bình ga nó xì, quý vị, nó xì mà kiểu mà lò ga bị xài. Nó có cái chỗ mà cái đầu mối của nó dặn lại lâu ngày nó bị nở cái đầu mối ra. Mà quên thay, người ta cắt cái đầu bị nở đó ra. Tao ấy vô lại rồi người ta siết ốc lại cái đầu đó thì chắc, hiểu không? Nhưng mà quên đi, xong lâu ngày cái sức ga nó bị nén ép hơn, bắt đầu là đầu nó phình vô đó ra, nó xúc. Mà khi nó xúc ra thì ga nó xì, cái bình ga bự nó xì ghê lắm, nó xì bắt đầu là nó kế cái lò nó cháy theo cái đường dây mà của cái ống dẫn ga đó. Mà nó cháy tới cái đầu ga là nó sẽ nổ kinh lắm, mà nó nổ là nó quất 15 bình kia luôn á, chứ không giỡn đâu nghe, là cái tòa nhà mà tiêu luôn chứ nó chuyện giỡn. Thấy ai cũng chạy hết, 50-60 người ta đều chạy ra ngoài đường, ta đứng ta nhìn không. Như Đức nói kiểu này không được rồi, nguyên một dãy nhà lớn gì mà có chuyện gì tội nghiệp người ta quá. Mà ngày xưa mình ngoài đời mình nghĩ vậy đó, nghĩ thôi kệ mồ nó chạy vô thử coi sao, mình ban vô luôn, xong có gì đâu khó, chỉ cần mạng mình chưa đến lúc chết thì dễ thôi, phá ngang cái là xong rồi. Phá là cái là rồi thôi, bình tĩnh phá là cái là xong thôi. Nhưng nếu ai cũng sợ chết thì nó sẽ nổ ra, nó nổ cả dãy nhà người ta luôn, chứ không giỡn đâu quý vị. Từ nó chạy vô phá một phát là xong. Mà lúc đó mình chọc nhỏ kia nó không thích mình, nhưng mà qua cái chặng mà đó rồi nó thích luôn trời. Ghê thiệt. Làm cái quán ăn nó nhiều em ngưỡng mộ ghê. Nó gọi là anh hùng cứu lửa. Hiểu chưa? Không, thật sự mà nói mình là người đàn ông đó nghe. Mà phái nữ người ta thích mình nhiều cũng phải có bản lãnh đó quý vị. Có người phải gan dạ và dám làm những gì người ta không dám làm. Người nữ họ thích người đàn ông vậy đó quý vị. Hoặc quý vị biết mà. Rõ ràng mà. Nên từ đó mình thấy rõ ràng mình là dạng liều mạng.
Thật sự mà nói mình cũng không phải gan gì mà mình nghĩ là mình khổ quá là chết phước cho rồi đi. Rồi chưa chết thì sống thôi, hiểu không? Nên mình gan hơn người ta là gì đó. Nó, rồi cuộc đời mình từ nhỏ đã khổ mọi mặt rồi. Nó khổ mọi mặt, quý vị biết ngày xưa nhà Đức trên thành phố, nhà Đức sống, bây giờ nó nóng gì ăn thua gì. Quý vị biết ngày xưa cái thời xài ga nó lên giá đó quý vị. Có thời gian ga nó rẻ, nhưng mà sau này thời gian ga nó lên giá thấy ghê lắm. Bà chủ đâu có cho xài ga nữa. Bà đổi cái gì biết không? Than đá. Than đá độc ghê lắm. Mà than, than ở tổ ông á. Rồi cái lò than đá nó nhỏ nhỏ gì nó để hai cục lên quý vị. 35 cái lò than đá. Mà ngày xưa nhân viên ngủ toàn bộ trong cái nhà hàng quán ăn đó hết. Bằng đêm đóng cửa lên hết, để trong đó 35 cái than đá. Mình nấu xong rồi mình chử lại một cục than đá cháy. Xong mình mới mòi tất cả những cục than đá kia để qua đêm. Nửa đêm là nó phừng nó cháy để làm chi. Xong sáng mai mình phải gấp ra tất cả những cục này để mình mòi những cục khác. Xài than đá là nguyên lý vậy đó quý vị. Thì xong rồi thì để trong nhà không, đóng cửa lại, kín lại, mình ngủ chung với than đá. Vì nghĩ nó nóng cỡ nào chưa? Quạt gì có đó. Nằm sức mồ hôi hột, bọn quần đùi ở dằn sức mồ hôi ướt mình, chứ mà ngủ cùng với than đá. Đi làm đâu có đơn giản đâu. Khi bệnh đau thì lên cái gác nằm. Cái gác đó lại câu thông cùng với nhà bếp. Mình chỉ cần xào đồ ăn, nấu đồ ăn, nó phịch ra, hơ lên cái tỏi, hành, đồ này kia, nó phịch lên ngay cái chỗ đó. Mà bệnh đau mà nằm trên đó chỉ có con đường chết, chứ sống sao nổi mà sống. Vậy mà con người còn lê lết mà sống, cho qua ngày đoạn tháng, làm ăn kiếm tiền. Quý vị thấy không, cái cực khổ con người ta đã trải qua hết trơn rồi. Sống trong những thời cuộc khó khăn vậy. Nhưng mà những đứa không bao giờ đem cái khó khăn đó cho cái người bây giờ sống đâu. Vì họ đâu có phải như mình đâu mà mình kêu họ như mình. Bây giờ người ta khổ chút là người ta đã không chịu tu rồi. Nên từ nơi đó mà ban phục vụ của chùa mình, những đức lo cho họ dữ lắm. Tại vì sao? Những đức không có bao giờ mà nghĩ rằng mình khổ ngày xưa, bây giờ bắt họ khổ để họ thành công như mình. Không có. Mình bắt họ như mình họ sẽ gớt sạch. Suy nghĩ cho kỹ như vậy đó. Nên tại sao có những con người mình mà được nhiều người thích quá, mà tại sao nhiều người người ta sống không ai thích người ta chứ? Quý vị cứ đặt vấn đề là quý vị không à. Bậy quá, mình là khác, con mình là khác. Mình phải thông tình đạt lý. Mình là người chịu đựng được, con mình không chịu đựng được, nên cho nó những cái mà phù hợp. Thì nó kính tín nhiệm mình lắm đó quý vị. Bây giờ quý vị không cho nó cũng lấy à. Thà quý vị quyết định quý vị cho cái cho, còn cái không cho là quyết định không cho. Mà làm sao tính ra được cho nó phù hợp thì nó sẽ thích quý vị lắm á. Rất là thích quý vị, là nể quý vị. Còn quý vị tiêu cực theo cái cách của người xưa là nó sẽ không thích quý vị, mà nó còn khóa của nữa, nó quậy cho banh luôn. Nên từ nơi đó mình phải hiểu cái căn tính của mỗi một con người nghe. Tại sao học đạo có những người khó lắm quý vị, cực kỳ khó luôn. Họ học nhà nho họ khó lắm. Ngày xưa mà nhiều ông già nhà nho là chịu không nổi. Trong khi Khổng Lão Bưu Tử đâu phải như vậy. Đọc sách và Khổng Lão Bưu Tử người ta thông tình đạt lý lắm. Mà tại sao người ta học lại khó? Chấp văn tự. Học Phật cũng vậy, cũng khó. Nó vì sao? Chấp văn tự. Cái gì cũng không được. Đi sao cũng không được. Ngồi sao cũng không được. Còn tới đời mình thì sao? Mày đi sao là cái chuyện của mày, mày ngồi sao chuyện của mày. Được. Căn tính của mỗi con người mà. Hiểu không? Mình chỉ dạy người ta chung chung được được là được rồi. Như vậy thì học Phật như vậy ai học không được. Thấy dễ học quá mà. Hiểu không? Bây giờ ví dụ như ta ngồi ta đau chân gì, tự nhiên thẳng chân ra, tội hả con? Tội. Trước Phật mà mày thẳng chân tội chết. Đau quá. Quá đau luôn. Trước Phật mà con chùm hổm kỳ lắm con. Phật đang đứng vậy mà mày chùm hổm, mày quay vô mặt Phật coi sao được. Đau quá. Chịu hết nổi rồi. Tội gì tội đi, chớm hổm lên cái tích. Thấy không? Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng cái gì cũng tội, sao mà học. Thà nghĩ học Phật phước cho rồi đi, học ra tội. Thấy không? Nó, nên ví dụ như mình là người biết đi, ở trong chùa xài nó cháy gì mình lự thì mình bẻ ăn là mình có tội, vì mình biết. Còn người ta không biết, người ta bẻ chứ xài ăn không có tội, vì người ta không biết. Hiểu không quý vị? Đây là nói trong Phật Pháp á, mà nói thông. Nhưng mà dưới xã hội của gia đình người ta mới bị bẻ xài, người ta mới bị ăn. Không biết hay biết gì người ta cũng bắt quý vị chứ. Đó là nguyên lý. Ví dụ như bây giờ quý vị chạy xe ngoài đường, quý vị cố tình đụng hay là vô tình đụng đều phải bắt hết chứ. Đúng không? Ai biết quý vị cố tình hay vô tình?
Nhưng mà trong nhà Phật đòi hỏi cái tâm quý vị, đã biết cái chuyện gì thì cố gắng làm cho được tốt một chút. Hiểu chưa? Cũng không bắt buộc quý vị mà làm quá đáng đâu, nhưng mà cố gắng làm cho tốt một chút. Tốt một chút thì lợi ích một chút. Rồi cứ được một chút là lợi ích một chút. Lợi ích một chút thì cố gắng làm. Cứ như vậy mà tu học, chứ đừng có áp bức, đừng có nặng nề mình, đừng có bó buộc mình quá. Thấy không? Rồi mình đừng có đem những cái bắt buộc này để đem bắt buộc người khác. Người ta sẽ sợ Phật Pháp. Nó rất là sợ Phật Pháp. Thấy không? Ví dụ như mình là một ông thầy trì giới luật, mình đi rất là oai nghi giới luật. Nhưng mà người ta không có oai nghi này, người ta không đi được như vậy. Người ta nói con ngưỡng mộ thầy vô cùng, thầy đi thiệt là có oai nghi. Nó không sao đâu con, cái đó là do thầy tập nhiều năm. Thế thầy tập được gì chứ thầy cũng không có oai nghi gì đâu con ơi. Từ tâm của thầy, thầy biết mà. Chỉ có hình thức bên ngoài à con. Con cố gắng từ tâm con mà tốt đi. Con đi thì sao không biết, mà tâm con tốt là tốt rồi. Thấy hay không? Nâng người ta lên rồi. Mình nói con cố gắng đi với thầy, học theo thầy. Nó bỏ thời gian dài quá, nó chỉ có học có cái đi à. Chỉ có đi thôi, mà đi vòng vòng ngoài đường chơi thôi. Nó nên từ nơi đó những đức thấy rõ ràng rồi. Như bản thân con người mình, như bản thân những đức nè, cố gắng cũng học, khi vô ngủ nằm. Xong mình nói mới vô nằm ngủ mình được lắm á, không dễ đâu. Nói với mấy cô nằm đàng hoàng, ngủ được nằm cho nó ngay ngắn đàng hoàng ấy chứ. Xong những đức cứ kêu mấy cô gì. Xong những đức đi vòng vòng nhìn thấy mấy bà cũng nằm tá lả âm binh. Xong những đức nói mình sao mà nằm được quá, mấy cô nằm kỳ cục quá ta. Xong những đức nói không biết có được hay không, để đặt cái máy quay phim thử. Đặt nguyên đêm thử quý vị. Nguyên đêm đặt cái máy quay phim thử. Coi mình lúc mới vô mình nằm vậy mà chút mình nằm sao. Trời ơi quay mới thấy mình ghê thiệt. Ngủ một chút rồi nó lăn, nó nằm tá lả âm binh. Rồi nó gãi, nó làm đủ chuyện hết chứ. Mình mới thấy ô thì ra là căn tính con người mình, nó chỉ có hình thức chứ thật chắc thì mình không có cái gì đâu. Thấy chưa? Lúc đó những đứa mới nói các cô mình, thôi các cô miễn sao tự tại được. Miễn sao tự tại là được rồi. Vì mình hiểu rồi, vì bản thân mình làm không được sao bắt buộc người ta. Nằm ngủ rồi có biết cái gì đâu, miễn ngủ ngon tự tại là được rồi. Nó, có nhiều người mà nó ngủ nó đưa chân lên, đưa cẳng lên, nó ngủ tá lả âm binh. Có nhiều cô ngủ nó quay vòng vòng, hiểu không? Nên từ nó có nhiều người mình ngủ tự dán bụng rồi lên làm kỳ cục lắm. Thì cái đó là miễn sao kệ mồ, nó miễn tự tại là được rồi. Tự tại vẫn là quan trọng đúng không? Rồi thì quay phim xong những đức, những đức có thấy thôi từ hôm nay cái này không nói nữa. Vì mình thấy mình còn tệ hơn người ta đúng không? Nói gì ngủ nửa đêm kỳ cục muốn chết luôn, lao tùm lum tùm la chuyện hết chứ, hiểu không? Đó thì cái đó mình ngủ mình đâu có biết cái gì đâu, hiểu không? Nên từ nơi đó thôi, đã ngủ mà còn bắt buộc nó mệt quá ha. Nên quý vị nghe những đức nói chuyện Phật Pháp chưa? Tốt tốt. Nhớ nghe tốt nghe nên tốt là hay rồi. Mỗi một người mình đi đến với cái cuộc đời này, chính bản thân mình là người quan trọng nhất. Là bản thân mình phải tu làm sao được, và mình an lạc được, mình tốt được, rồi đời này mình phải giảng sanh. Còn cái chuyện mà đối với chồng, vợ, con cái thì cái đó là mình hết lòng hết dạ với họ thôi. Họ tu không tu thì thôi. Mình cũng là thật sự mà nói, cái cảnh đời này là giấc mộng mà không phải là mình đá đổ, mà mình cũng giả dạng mộng mị với họ thôi. Thật sự giả dạng mộng mị với họ thôi. Ví dụ như chồng hay vợ không tu, mình cũng giả dạng mộng mị với họ thôi. Mình vẫn biết rằng là đến rồi đi, không biết chừng nào gặp lại, nhưng mà cũng là giả dạng sống thôi. Hiểu chưa? Cái nguyên lý này phải hiểu đó nghe. Rồi thí dụ như sống nhau gì nè, biết tu cùng tu với nhau thì thật lòng là mình có chí hướng nên mình thương nhau thật lòng dễ. Tại vì mình chí hướng là mình mà cùng tần số, nó dễ hơn. Còn cái người ta mà không tu chung thì mình giả mộng với người ta thôi. Thật sự mà nói giả thôi. Mình biết mà. Anh thương em thật lòng, em thương anh thật lòng. Giống như câu thế gian thôi. Hiểu chưa? Để cho họ vui kệ họ. Còn mình thật hay giả gì thì sau này biết. Nhớ nghe. Tại vì một hơi thở thở ra không hít vào rồi thì trời ơi anh em gì thương gì. Mỗi người mỗi cảnh giới mà đi sao mà cùng nhau đi chung được.
dù như mình cùng niệm Phật này, cái hướng mình còn cùng đi về cực lạc, nên mình mới thương nhau nó dễ hơn, tại vì mình sẽ gặp nhau trên đó đó, cực lạc. Còn ngoài ra họ không tu là họ với mình không có gặp nhau ở chỗ đó đâu. Nó thí dụ như nếu mà mình với họ cùng sân si là mình với họ cùng đi xuống dưới địa ngục gặp nhau, mà ai mà gặp nhau với đó làm cái gì? Ổ muốn chết mà gặp nhau ở đó làm cái gì vậy đó, đúng không? Giống như câu chuyện mà trưởng giả kén rễ đấy chứ, ông cha xuống gặp con thôi, con vậy quên thiếu nợ ông đến trả thôi, con cái gì. Nó gặp cái thằng con hiền hậu nó, trời thằng kia nó đến nó đòi nợ, còn con hiền hậu mà, thì tôi đến tôi trả nợ, tôi trả xong rồi tôi đi, bây giờ tôi chuẩn bị đi đầu thai ông ơi, thôi đừng đi ra chỗ khác. Giống như kẻ xa lạ với việc tự nhiên coi công đoạn đó, hoặc là cái ông đó, ông trong cái câu chuyện đó xong nó trời sao mà cuộc đời nó giả tạm dữ vậy ta. Còn nhìn thấy vợ ông vậy cái nữa rồi xong ông về thôi tu hành, thì nhìn cái cõi đời sao nó giả tạm quá, tại vì mình gầy dựng một gia đình rồi vợ chồng rồi con, rồi tự nhiên bây giờ gặp lại nhau cái tự nhiên gì con cái gì ông ơi, chỉ là dai giả nhau thôi chứ con cái gì. Tự nhiên mình coi cái mình thấy ủa vậy cuộc đời con người thì đến nhau đúng rõ là mộng hả ta, mộng mị mà sống với nhau, dù thật hay giả cũng là mộng, dù là thương yêu gì cũng là mộng, mộng không quý vị à, giống như trong mơ vậy đó. Trong mơ vậy quý vị, có khi con người ta nó trong giấc mơ mà vui người ta cũng thấy cười, mà trong giấc mơ buồn người ta cũng cảm thấy khổ. Rõ ràng mà có khi mình nằm mơ mình thấy cái gì đẹp của mình nằm mình cười, còn khi mình thấy cái gì sợ của mình cũng khóc, có mà. Có những người ta nằm mơ mộng mà sợ quá người ta khóc. Có khi mình trong giấc mơ mộng tự nhiên mình thấy cái gì vượt mình chạy, mà sao mình chạy hoài mà chạy không được, cứ đeo sát bên mình. Đó là gì? Nhân quả nghiệp chứ, nó luôn luôn chạy đua với mình, sát bên mình, chứ nó đâu xa đâu. Giống như trong mộng chạy hoài mà sao nó chạy không có thoát nó, mà sao mình chạy quá trời chạy mà cuối cùng mình nhìn thấy nó kế bên, đúng không? Kế bên mình luôn. Nên trong cuộc đời này cái nhân cái quả sao mình tránh. Cái cuộc đời đi đến đây giống như một cái tuồng hát nó sắp sẵn, giai nào nó nằm theo giai nấy hết. Khi mình còn trẻ bao nhiêu cái sự ước mơ, nhưng mà nó được như cái sự ước mơ của mình thì khó lắm. Đâu phải ai mơ ước cũng được đâu. Chính bản thân những đức khi đi tu là không còn ước mơ gì. Nó thật sự mà nói khi những đức bước vô chùa, khi đi tu nghe, là những đức thấy cuộc đời những đức tiêu. Cái này là nói thật khi những đức đi tu á. Mới đi tu là đâu có ai nói những đức nghe cái chuyện này đâu. Quý vị đi đến chùa còn nghe giảng rõ ràng. Những đức ngày xưa trên thành phố có nghe ai giảng rõ ràng đâu. Dù như Hòa Thượng Tịnh Không mình nghe mấy bài của Ngài, nhưng mà Ngài giảng sâu, nghe không hiểu. Còn đi đến chùa cũng nghe giảng, mà giảng đâu có như vậy đâu. Như đâu có nghe giảng gì đâu. Thì những đức đi vô chùa tu là những đức nói tiêu à. Tại vì không làm được gì, không trò chống gì hết, thì đi vô chùa tu thôi à. Mà cái quan niệm này không có ít đâu nghe quý vị. Quan niệm này rất là nhiều người nghĩ đi tu là tiêu rồi đó quý vị. Tu là cái giảng hết thờ mới đi tu á. À, nhưng mà cái người mà chí hướng, cái người mà thông hiểu, cái người mà có cái nhận thức về Phật pháp, họ đi tu họ biết không phải là hết thờ mà là có thờ. Còn cái như cái dạng những đức là cái dạng không hiểu mà đi tu, nghĩ rằng đi vô chùa là hết thờ. Những đức thật sự quan niệm của những đức là ba bữa cơm là đủ. Những đức cứ làm hết việc trong chùa luôn, là chỉ cần sống những ngày tháng còn lại thôi. Tại vì ngoài đời những đức đã cảm thấy nản lòng rồi, hư quá rồi, những đức chán quá rồi, nên những đức nghĩ rằng đi vô chùa ba bữa cơm. Những đức không có nghĩ ngợi cái gì, những đức đâu có ngờ đi vô chùa mà những đức làm những việc này đâu. Mà càng sống trong chùa và càng tu, những đức mới thấy đúng rõ ràng cái chí hướng sâu nhất là ngôi Tam Bảo. Chí hướng sâu nhất là ngôi Tam Bảo. Vì coi bây giờ có mấy người mà họ cái chí hướng họ lớn như những đức đâu. Thật sự mà nói có, nhưng mà ít lắm chứ không phải nhiều đâu. Mà nhờ những đức ở trong ngôi Tam Bảo mà chí hướng như đức nó lớn như vậy đó, thì rõ ràng trong ngôi Tam Bảo mới thật sự cho mình một chí hướng lớn được, mà mới cho mình cơ hội được làm gì. Nếu như mà mình không ở trong ngôi Tam Bảo, mình không có cơ hội. Dù ngoài đời như đức có làm giám đốc, như đức không có chí hướng lớn gì đâu. Giỏi lắm kiếm tiền cho nhiều, đem về một gia đình, lạ lắm, mở rộng quy về nhỏ, mở rộng quy về nhỏ, mở rộng là khắp nơi nơi mọi người. Công ty của họ có thể 1,000 nhân viên luôn, nhưng mà họ quy về gia đình họ có 2-3 người à, là mở rộng quy về nhỏ. Còn ở trong chùa là gì? Mở rộng quy ra càng rộng, mở rộng quy ra càng rộng, thấy không? Đó, nên tại sao cái người tu mà phước họ quá lớn quý vị,
Tại vì họ mở rộng quy ra càng rộng nên phước lớn. Còn cái người đi tu mà họ chỉ là quy về họ thì nhỏ lắm. Họ sẽ xài cá nhân, họ không có cái gì đâu quý vị à. Họ còn khổ hơn người đời. Họ còn khổ hơn người đời. Người ngoài đời của quý vị là có thể có làm, có ăn, nhưng nếu họ chỉ có họ thôi là họ khổ hơn quý vị. Họ đi kiếm ăn rất là vất vả. Đó. Nên mới nói cái câu Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, cái người mà đi xin ăn ngoài đường, mình cho người ta mình không có cầu, đúng không? Quý vị công nhận không? Vì cho người đi xin ăn quý vị có cầu không? Nhưng quý vị đưa tiền những đứa có cầu không? Bị có cầu. Những đức thấy bao nhiêu người đưa tiền cho những đức, họ đều nói một câu gì nè: thầy ơi, con tích lũy được số tiền này, con gỡ cho thầy, thầy làm công đức giùm cho con. Con cầu nguyện cho gia đình con được bình an, cha mẹ con mắc được siêu thoát. Cầu không? Cái cầu của họ lớn quá. Thật sự họ đưa tiền cho mình, họ cầu lớn quá. Mà cái người mà dám cầm đồng tiền này thì người này cũng bản lãnh lắm mới dám cầm. Thật sự mà nó quá bản lãnh mới dám cầm. Nên cả chùa này đa phần chỉ có bản thân những đức mới cầm tiền thôi, với hòa thượng thôi. Có ai mà dám cầm tiền? Chỉ có những đức đưa tiền mới được cầm thôi, chứ làm sao dám cầm đồng tiền này. Ai có khả năng cầu an cầu siêu đó? Chính có những đức giảng pháp trong đây, bao nhiêu con người nghe những đức mới chỉ người ta cầu an cầu siêu. Còn họ không giảng pháp sao cầu an cầu siêu? Họ làm được cái gì đâu cầu an cầu siêu. Họ chỉ là một cái tập thể để cùng làm với những đức. Trên là hòa thượng xây chùa, kế là những đức phát triển đạo tràng. Cái chuyện nói cái chuyện mà cầm đồng tiền mà nói là dám gánh vác cái chuyện cầu an cầu siêu cho người ta, chuyện này quý vị dám không? Không đơn giản đó chàng ơi. Từ nơi đó nghe, mà nói là cái người tu xuất gia của mình cầm đồng tiền của người ta là không phải nhẹ đó. Đơn giản thôi nội, mà cái chuyện mà mình tháng 7 thôi mà mình đi xuất bát thôi, người ta cũng bao nhiêu cái cầu trong đó. Đồng tiền người ta đưa có vài chục ngàn thôi, mà một cái sớ trong đó quý vị nghĩ sao? Cái này mình nói nếu mà biết tính toán đó thì cái việc làm ăn này cũng hơi ngán. Tại vì có mấy chục ngàn mà họ chơi cái sớ, hiểu chưa? Mà khi họ kẹp một cái sớ vô mấy chục ngàn đó, mà quý vị dám cầm cái sớ đó, quý vị dám cầm mấy chục ngàn đó là quý vị đã tiếp nhận cái sớ đó rồi. Có mấy chục ngàn mà mình có thể làm việc cho gia đình dòng họ nội ngoại của họ. Cái này người tu chúng ta thông minh chút đi. Thôi trả mấy chục ngàn mà cái sớ dài đăng đẳng chiều trôi thì sợ quá mà tôi ớt thiệt luôn á, hiểu không? Nó nên cái việc mà đó quý vị, tại sao đi chùa nhiều chục năm mà quý vị không kết quả? Quý vị chỉ cầu cái bên ngoài thôi mà bị quên nghe Phật pháp. Thật sự mà nói, cái tâm bố thí cúng dường thì cái tâm đó là mình hộ trì tam bảo thôi, chứ có mấy chục ngàn, có mấy trăm ngàn mà đưa một cái sớ dài thon cầu cho ông cố nội, ông cố ngoại gì thợ năm thành bảo lục gì được siêu thoát. Bị nghĩ đi, rồi xong rồi đi nhông nhông, xong lên xe cái lông nhông tưng tưng, chiều về nói đi ngày nay 10 ngôi chùa cầu quá trời cầu, ông nội ông ngoại ông cố ông sơ ông sợ ông sợ ở dưới âm phủ nói mày cầu mà tao có chút xíu nào đâu, mày không có đi tu, mày đe đưa tùm lum tùm la không à, mà người ta cũng không có tu nữa. Mà họ là nhận cái đó, là họ nhận cái phước của họ là dùng trong mạng, họ không có tạo ra. Mà mày đưa cho họ cầu tao, lấy gì mà cầu cho tao? Chứ họ đang xài phước trong mạng của họ không mà, không có tạo ra cái gì. Như bản thân những đức là đi tu có phước nè, xác thực 100% nói, không phải tự hào gì, mà những đức đi tu là có phước đó. Phước những đức là tăng lên lớn dữ lắm rồi đó, rất là lớn. Nên những đức có thể cầu an cho người khác đó. Giỡn đâu nghe. Cầu an là cái gì? Những đức giảng pháp cho bị nghe là cầu an cái gì? Bị nghe bị vui vỗ tay hoài phải an hả? Đúng không? Có người ta an nên người ta qua cái là người ta nói chuyện thấy bình an liền. Có nếu mà những đức không an sao nói chuyện được? Thì bị nó ngồi để nói chuyện không đơn giản đấy. Tuy là những đức nói đơn giản vậy đó, nhưng mà ngồi không có nói được đâu. Người phải có duyên hoàn toàn và người dưới đó phải chấp nhận thì mới nói được. Còn nếu không nói mới được, nói là nó sẽ quên, hoặc là nó không thể nào nói được luôn. Ở dưới chỉ cần nhìn lên đây thôi là ở trên đây là đơ liền, có nói được đâu. Chuyện dựng chơi hả chàng?
Vì bình thường mình đứng đây thử đi, nếu không có những đức làm nền cho vị nói chuyện lên thì đứng nó thử coi. Vì đứng một cái là tự nhiên cái tim cái vị nó chạy lên tới gần cổ, chạy tới gần cổ rồi đó, là nó cứ là ngập ngừng nó thở thôi thớp vậy, lạ như vậy đó. Nó thấy không? Nên mỗi một con người mình đi tu hành, từ cư sĩ ở xuất gia gì, mình nhận thức sâu sắc. Như chùa mình là đại chúng, chùa mình là tu phước đó, phước họ tăng lắm á. Quý vị coi quý vị gì họ lo quá trời. Tuy là họ không có tiền bạc gì lo, nhưng mà họ lấy cái nội tài họ bố thí, họ bỏ công họ làm quá trời luôn, đúng không? Nó họ mọi mặt mọi cái khâu họ làm quá trời làm luôn. Không, những đức nói biết rằng ngôi Tam Bảo là đại phước báo, nhưng mà mỗi ngôi Tam Bảo nó phải có cái người hoằng đạo, nên mới nói cái câu là người hoằng đạo chứ đạo nào hoằng người. Tuy là trong mỗi ngôi chùa đều có đạo, nhưng đòi hỏi trong ngôi chùa đó có người hoằng đạo hay không. Nếu không có người hoằng đạo thì sao cái người chúng đi đến chùa đó có kết quả? Tại không có ai nói, không ai dạy, mà Phật pháp thì phải lý giải, mà họ không chịu lý giải có phù hợp với chúng sinh. Vậy thì chúng sinh người ta đi đến ngôi chùa đó sao có lợi? Quý vị có khi đi đến chùa nghe giảng pháp cũng rất là hay, nhưng mà quý vị thấy rõ ràng quý vị nghe mà không có kết quả. Có những người quý vị trực chỉ ở trong ngôi Tam Bảo 30 năm, 20 năm, nhưng mà xin thưa quý vị trong chùa giết rồi quý vị cảm giác như là quý vị là người ở trong chùa, chứ không phải là người tiếp nhận đạo. Nhớ, tiếp nhận đạo là khác, ở trong chùa là khác. Có những người như thế thấy rõ luôn đó. Đừng có nói chuyện giỡn nghe. Vì tin có những người họ ở trong chùa 30 năm, khi những đức nói chuyện với họ đó, những đức hỏi chuyện họ, họ nói họ không biết đạo là gì. Sống với thầy 30 năm không biết đạo là gì. Họ biết cái gì? Biết không? Biết tụng kinh và biết nghi lễ. Họ biết tụng kinh, họ tụng kinh lào lào luôn. Những đức hỏi họ tụng kinh là gì, kinh này là gì. Họ nói tụng là tụng kinh chứ tin là kinh là gì. Những đức nói gì thì họ không biết đạo rồi. Họ tụng kinh lào lào mà họ không biết kinh là cái gì. Kinh là gì? Kinh là lời dạy của Phật. Mà lời dạy của Phật để làm gì? Lời dạy của Phật để cho chúng sanh được nhờ. Không lấy cái lời dạy của Phật để giảng rộng ra cho chúng sanh được nhờ. Trong lời kinh chỉ cần vài ba câu thôi cũng là đủ sống cả đời của mình, cũng sống không hết. Nhưng mà lo mà do mình không lý giải nên mình tụng kinh cũng như là mình đọc cho Phật nghe đó. Còn cái này mình tụng kinh rồi mình giảng dạy, nên lời kinh nó mới thâm nhập vào mình, mình mới bị sống hết từ kinh giáo. Còn nếu như không lấy kinh giáo mà giảng thuyết, không lấy lời dạy của Phật mà giảng thuyết, vậy làm sao chúng ta học đạo có kết quả? Nên nhiều người đi học đạo mà tại sao không có kết quả? Vì quý vị không nghe được cái đạo thật sự để áp dụng trong cuộc đời mình. Nếu như quý vị nghe được đạo mà áp dụng trong cuộc đời mình, quý vị sẽ thấy Phật pháp tuyệt lắm. Phật pháp là một nền giáo dục trí thiện mà. Phật pháp là một cái báu vật vô giá, một báu vật như ý. Từ ngay Phật pháp mà tiếp nhận, biết, áp dụng, thì quý vị biết rằng trong cái cuộc đời này, phước báo về tiền bạc, về danh là chuyện nhỏ, 100% luôn, là chuyện nhỏ. Bây giờ quý vị điển hình bản thân những đức, bây giờ những đức tương đối rất là nổi tiếng rồi đó. Những đức thấy rõ ràng luôn á, là bất cứ một chương trình gì những đức chỉ cần nêu lên, mà nếu như những đức mà giảng thuyết xong, những đức ngồi mà tiếp khách á, vì sẽ thấy cái lượng người mà đến quý vị sẽ đông cỡ nào. Những đức sẽ không có sức khỏe để mà tiếp nổi luôn. Thì những đức thấy rằng là chỉ có câu Phật hiệu này và chỉ có cái pháp tu này thôi, chỉ có giảng thuyết nói chuyện như vậy thôi mà đã là nổi tiếng rồi. Khắp nơi nơi người ta đã về rồi. Mà cái việc người ta cúng dường những đức không có ít đâu quý vị. Quý vị biết ít làm sao những đức non lo nổi cái chùa này. Bây giờ khỏi cần suy nghĩ tới, quý vị cũng biết người ta cúng dường những đức không có ít đâu. Mọi mặt mọi vị trí người ta cúng. Có những người người ta phải tìm cách mọi cách để mà cúng cho bằng được. Thì quý vị biết rằng là cái phước báo của những đức niệm Phật đi tu là nó tăng lên cỡ nào chưa đó. Mà cái này là những đức thấy xác thực và thử luôn đó. Là lễ lọc đồ này kia đồ là những đức giảng thuyết không, là những đức là long xong là đi lên phòng nghỉ, không có gặp ai luôn, để tất cả người ta cúng nhiều ta cúng kệ người ta. Như vậy mà khi lễ xong rồi thì cũng giải quyết xong vấn đề. Thấy không? Thấy cái phước báo là quan trọng ghê chưa. Thử luôn á, thí nghiệm thử. Ngày xưa những đức biết một vị này, khi ông á, chương trình lễ lọc đông xong, ông cũng phương tiện, ông đi một vòng, thị giả cầm một cái giỏ đi theo, thì người ta sẽ cúng bỏ vô giỏ. Đó là một cái phương tiện mà gọi là dùng đồng tiền đó để trang trải cái chuyện lễ lọc. Tới đời như đức thí nghiệm luôn, là không gặp người luôn, chỉ có giảng thuyết không và tu luôn, không gặp gì hết luôn. Tất cả tiền cúng dường Thượng Tam Bảo đưa vào thượng hết luôn.
thử coi như thế nào khi mà lễ xong, giải quyết như thế nào về cái mảng của mình. Vì bản thân những đức nào cũng thiết thực phóng sanh, làm tất cả việc lo chúng tượng Phật, rồi tặng máy móc, tất cả những việc đó những đức lo hết, và nhân sự con người giải quyết hết luôn, mà quý vị cúng dường bỏ tùng tam bảo, những đức đem đưa cho hòa thượng xây chùa. Thấy không? Cái này quý vị thấy kinh khủng không? Cái này những đức nói quý vị biết, từ xưa tới giờ ít có ai mà làm đâu, nói là từ xưa tới giờ luôn, ít có ai dám làm điều này. Những đức muốn thí nghiệm Phật pháp này nó đạt tới trình độ nào trong bộ pháp này. Nên bản thân những đức mà xin thưa quý vị, đi đến chùa chuyện người khác mà giảng thuyết, một cách con cầm về, chuyện này đã làm rồi, hiểu rồi, cầm về làm gì nữa, để cho chùa ta hưởng đi. Những đức mà thử đi đến chùa ai giảng thuyết đi, một cách những đức không cầm về. Những đức đưa lên quy tắc rằng những đức giảng thuyết xong ai cúng dường tiền đó hoàn toàn phải quy về tam bảo đó, đưa những đức cũng trả lại hết cho chủ trì, cũng không bao giờ cầm về một cách nữa. Tiền xe cậu mình tự lo hết, đi là anh em trong chùa đi đến đó xong đi về, không có cắt bạc nào cầm gì hết chứ. Cũng không cần muốn ăn cơm ở nơi đó luôn. Tại vì sao? Vì tin 100% muốn, mình không muốn làm phiền ai chứ. Chứ đừng nói mà đi đến đâu mà mình cầm về làm gì. Tiền thôi đó mà, có nhiều thì làm nhiều, có ít thì làm ít. Nhưng mà bản thân của mình làm việc thiện, việc tốt gì mình nêu lên để cho người ta có phước. Chứ trời ơi, người ta bo bo đó giữ làm gì? Bo bo giữ làm gì? Họ để đó rồi cuối cùng họ đưa vô cái thùng bể cũng được cái gì đâu. Mà cuộc đời họ cũng không cầm được đi theo cái gì. Nên mình mới dạy họ để cho họ tu phước tu duyên để họ cầm theo được. Đó là cái nguyên lý gì thôi. Chứ ngoài ra mà những đứa càng có tiền nhiều, những đứa càng cực, làm quá trời luôn, mà lợi ích cho chúng sanh, cực mà thấy vui. À, chương trình này xong rồi thứ bảy khiếm thị này quyết định tổ chức đó. À, mình quyết định mình làm là mình sẽ làm được quý vị. Còn nếu không làm thì mình cứ chờ đợi hoài vậy đó. Nên qua lễ như đức giải quyết bao nhiêu vấn đề, nó bao nhiêu quá đơn nặng đợn như đức. Nó chiều thứ bảy là nó đưa 4 cái thang máy cho mình, nó qua lễ tính, qua lễ tính nhiều thứ, qua lễ tính không nó, vậy đó mà qua lễ là tính đó, chứ không có giỡn đâu nghe. Nó, cái này là cái việc làm mà mình tin lắm. Ở trong ngôi tam bảo mười mấy năm nay mà quý vị biết, ngày xưa từ tỉnh Thất Quan Âm 1,000+ người mà không bao giờ thiếu gạo. Những đức nó thật, tháng nào từng nào cũng dư tiền. Ngày xưa những đức cho nó cầm tiền mà từng nào cũng dư tiền gửi cho thầy, thấy rõ ràng lắm. Nó còn xuống tới dưới đây là ban đầu những đức thấy gì mà cuộc sống những đức còn ổn định. Tại sao nhà mình có 2-3 người mà mình khổ gì? Cái tâm mình chỉ có cái nhà này thôi mà, cái tâm mình nó quy về cái nhà này thôi. Tại sao quý Phật tử mà đi về chùa mình những đức thấy bị phơ phớ, những đức thấy quý vị là hạnh phúc lắm á, đi suốt. À, trong cái cõi đời này mấy vị được vậy là quý vị là cha mẹ người ta rồi, có ai bằng quý vị đâu. Những đức nói quý vị biết, cái gia đình những đức kìa, những đức là người đi tu thấy rõ ràng gì nè, mà họ là người sống cùng nhà những đức đó, mà những đức bây giờ làm bao nhiêu chuyện vậy mà cái gia đình những đức họ còn chưa nhìn ra được kìa, vì họ không có đủ cái phước này sao nhìn ra. Quý vị nhớ nghe, thường là cái nghiệp duyên nó không có thuận cho mình đâu. Mình thường là đi tu mình hướng dẫn bao nhiêu người mà nhà mình họ không có tu đâu. Thấy nhiều vị thầy nổi tiếng lắm mà vậy không đó, nhà mình họ không có tu. Nên quý vị đừng có mắc tính tâm chỗ đó. Vì sao? Vì cái đó là cái nghịch, chứ nó không có thuận hoàn toàn cho mình. Người ta là lỡ tiếp nhận mình, chứ người nhà mình lạ thay, họ nghe thì họ thấy vậy đó mà họ không tin. Họ tối ngày là cái gì? Lú gú một cái nhà đó mấy chục năm tới chết. Còn người ta như đức thấy người ta đi đến chùa mình ta phơ phớ, đi hoài mà mỗi lần gặp mặt là cúng dường. Như đức nói cái mấy cái bà này tối ngày đi hoài mà thấy bà nào cũng sáng sủa, sạch sẽ, gọn ghẽ, mà cứ gặp mặt là có cái tiền cúng dường. Còn những đức nó thật sự biết, với nhà những đức này cứ khi mà anh chị em đến này, mình có khi còn cho tiền xe họ về đó. Những đức nó trả là cho người này thôi, chỉ điều thú. Người ta đi đến chùa, người ta ki cỡm, người ta cúng từng cắt, còn họ không có tiền đi xe. Thì nghĩ nói họ nghe cho họ dứt luôn phước cho rồi. Thật sự mà nói, cái nào được thì được, không được thì thôi chứ. Thế nó thật sự lòng luôn, thấy mà mình họ không có kết quả đâu. Chính bản thân những đức là sống cùng nhà với họ, ngày xưa những đức ở nhà được cái gì? Mà bây giờ những đức đi tu, những đức làm bao nhiêu chuyện vậy, không nhìn ra chợ. Mà mình dạy hết trơn rồi, họ không nghe thôi. Đúng không? Mình dạy hết rồi, cần cái gì nặng nề. Chúng ta không có quan niệm cái điều đó. Đối với người thân mình cũng vậy, duyên đến thì mình giúp, còn họ không đến thì thôi. Kêu cầu họ làm cái gì? Không kêu réo họ gì chứ.
những đức thấy một mình dễ đi hơn quý vị. Rõ ràng phải không? Dễ đi ghê. Bản thân những đức đi tu dễ đi ghê luôn, không có dính dáng. Dính dáng vì phước ai cho người ta chưa? Và quý vị thấy giữa những đức với quý vị thấy tự tại không? Thì cái gì làm những đức nêu lên thôi chứ. Cái đặc biệt của những đức là những đức không bao giờ mà ngồi chung với ai thắng ấy. Ngồi thắng là nó sẽ gây cái vấn đề á. Những đức nói thật chứ. Một số các cô mà chúng ta quen mặt ở đây, mấy cô tại sao lúc nào cũng ngồi nghe những đức giảng được? Tại những đức muốn ngồi chung với mấy cô đó. Thử đi mà ngồi chung đi với mấy cô nghe cảm thấy ngán ngáy à. Tại vì sao? Ngồi chung nó nói hết trơn rồi. Rồi thêm nó gặn ông thầy đó, tính tình sao sao nó biết hết. Nó biết hết, nó nghe dây nữa bây giờ. Còn quý vị không có được gần những đức. Những đức ngủ nằm nghiêng nằm ngã vì đâu có thấy. Hiểu không? Những đức làm cái gì là cái chỗ của những đức quý vị không có biết tới. Nên quý vị thấy lên thì nó trang nghiêm, thấy lên nói chuyện thì vui vẻ. Thật sự cái gì mà dở dở ương ương là dễ thương. Dở dở ương ương là dễ thương, chắc chắn quý vị luôn. Nó mà vô sòng rồi là khó thương lắm. Dở dở ương ương là dễ thương. Nên mình là một ông thầy mà Phật tử nó quý mình là cứ dở dở ương ương. Đừng có xa quá mà cũng đừng nên gần quá. Thấy rõ ràng không? Những đức với quý vị nó không có xa quá. Là gặp nhau thấy nó thân mặt là chào nhà nhau đồ, gần gũi đơn giản bình dị, đó là gần đó. Còn cái chuyện mà gần mà nói chuyện tối ngày là không có. Nên gọi là dở dở ương ương đó quý vị. Quý vị nhớ ngày xưa không? Ngày xưa mà mình mới yêu không? Cái thời mới yêu mà dở dở ương ương á, lâu lâu mà gặp nhau lần á, trời ơi, mê đừng có nói nè. Phải không? Cái này là rõ ràng còn gì? Quý vị ở nhà nghe pháp qua màn hình, đến đây gặp thì thấy là mừng rồi, thích rồi. Còn cái này đâu có được ngồi chung đâu, không được ăn cơm chung gì hết trơn á. Thì từ nơi đó mà nó dở dở ương đó chứ gì. Cứ khi ngồi ăn cơm với nhà ăn mà ngồi ở xa xa không à, rồi sau ông thầy ông đi mất tiêu, hoặc là gặp ông sẹt sẹt ngang là mất tiêu rồi. Nó từ nơi đó gọi là dở dở ương ương. Nên những đức nói với tất cả quý thầy trong chùa mình, dở dở ương ương nó dẫn hay để dẫn dắt người ta tu. Đừng có sáp lá cà, đừng có sáp lá cà gần quá, hiểu chưa? Thí dụ như cuộc đời những đức mà đi đâu, những đức không bao giờ kêu Phật tử đâu. Những đức chỉ nêu chương trình chỗ đó thôi, chứ những đức không có kêu ai đi chung với những đức. 100% cả đời những đức không bao giờ những đức đi chung với Phật tử. Quý vị đi riêng chứ những đức là đi riêng, những đức có đi chung với quý vị đâu. Kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm 100% luôn. Mà đây gọi là đa phần, đa phần, đa phần là đi đâu là phải kêu. Đời những đức hiểu rồi, kêu họ theo mình sẽ bị nhột nhạt, không được thoải mái. Mình đồng loại của mình vẫn thoải mái hơn. Đồng loại là ai? Giữa anh em trong chùa là đồng loại thoải mái hơn. Còn có họ vô là mình sẽ cảm thấy nhột nhạt. Vì mình phải làm sao? Ngồi, đứng, đi, cái gì cũng bị nhột nhạt. Còn đồng loại của mình họ hiểu mình, hiểu chưa? Còn quý vị đi với quý vị thoải mái hơn. Tại quý vị là nhóm của quý vị, hiểu chưa? Đó, rất là hay chỗ này. Thật sự mà nói, những đức nghĩ rằng quý thầy chắc không có người bên cạnh hay sao, mà đi mới kêu họ thôi. Thật sự mà nói, mình mà chỉ cần nhiệt tình mình tu đi, không có thiếu đâu. Trong Phật pháp không có thiếu đâu. Còn cái nào mình làm được thì mình làm được thì thôi, ai ép mình? Ai mà ép mình? Cái gì mình làm được mình làm. Tất cả những gì những đức đã nói làm là những đức đã có khả năng làm. Đã có khả năng làm mới làm. Còn người ta cúng là thiếu, chứ không phải là chờ đợi cái đó đâu. Nếu như những đức chờ đợi cái đó, những đức bị động rồi. Những đức phải tính trước cái mà những đức làm được, những đức mới làm. Còn ai cúng đó là hùng vô để những đức tự tin hơn. Còn cái đó là hỗ trợ sự tự tin hơn. Còn ngoài ra những gì những đức đã làm là đã xong rồi. Những đức đã tính kỹ hết rồi, là những đức đã lên kế hoạch là những đức đã làm được rồi đó. Nó nên ví dụ như chương trình khiếm thị, quý vị có khả năng quý vị cho người khiếm thị thôi, hoặc đến dự để tùy duyên, chứ đừng có đặt vấn đề. Còn riêng bản thân như đức đã nói làm là có, có xong rồi mới làm. Nên chùa của mình, tất cả chương trình chùa mình, thí dụ như phóng sanh là chương trình chùa đã phóng sanh. Còn tùy hỷ công phóng sanh đó là cái chuyện trang trải trong tam bảo thôi. Tất cả việc gì làm nó đều là như vậy. Từ khi là cái việc lớn quá lớn như xây chùa, đó là đưa lên một chương trình để mọi người cùng góp sức tay chân để mà cùng xây ngôi chùa. Cái đó là cái chuyện không thể nào có khả năng mà cầm một đống tiền đó có sẵn, không có đâu. Nhưng mà một số việc mà chung chung thì có thể có được.
để làm việc đó thì có thể Như Đức làm được. Nhưng mà thí dụ như xây một cái gì quá lớn thì cái đó là chỉ có cái nền thì quả mai, có nghĩa là cái nền để mà lập lên thôi thì được. Nó nên Những Đức nói rằng là chùa mình sau này, Những Đức nói rằng là Hòa Thượng khi còn thay thế, Những Đức rất là cầu nguyện Tam Bảo gia hộ là cái miếng đất bên bệnh viện phải xây được hai ngôi chùa nữa. Phải xây thêm hai ngôi chùa nữa bên đó đó. Tại vì sao? Vì miếng đất nó rộng quá. Đó, thì cái tâm nguyện của Hòa Thượng xứng đáng với cái công Hòa Thượng xây chùa cả đời của Hòa Thượng. Những Đức cũng là nỗ lực làm sao xây lên ngôi chùa, cái là hình thành một ngôi chùa. Những Đức khả năng xây một ngôi chùa và hình thành một ngôi chùa trong vòng, nếu chùa xong tương đối 80% là Những Đức nửa năm sau sẽ hình thành một ngôi Tam Bảo chắc chắn. Đó là mau nhất luôn đó quý vị, thời gian nhanh nhất luôn. Chùa mới là quý vị thấy rõ ràng đó, đó là cái mà làm rõ ràng. Còn như bảo tháp rồi thì trong vòng nửa tháng xong. Bảo tháp là nửa tháng, nửa tháng là một đạo tràng trăm mấy chục người. Nên đó là cái việc mà 100% Những Đức làm được. Nó nên Những Đức nghĩ rằng dưới cái công chúng này thì cái gì chúng ta làm cũng được. Quý vị biết rằng cái sự thành công của chúng ta là con người. Nếu không có con người thì không có thành công được cái gì đâu. Nhưng mà muốn thành công đối với có con người là phải gì? Phải có lòng tin. Người ta tin tưởng mình thì mỗi người góp một chút xíu, chút, góp gió thành bão nhớ. Nên cái thành công mà có cái đại chúng nó mới thật sự làm việc lớn. Có những người ta thành công mà không có ai bên cạnh là ta không thành công được đâu. Còn mình là có một cái đại chúng quá lớn. Cái lượng Phật tử mà bây giờ mà đến với Những Đức và biết Những Đức quá nhiều, nhiều quá. Thực sự cái lượng mà nghe pháp niệm Phật mà khắp nơi ở phương xa thì quá nhiều. Quý vị biết từ cấp Tết tới giờ chùa chúng ta đặt bao nhiêu chiếc máy nghe pháp chưa? 200.000 chiếc máy nghe pháp. Máy niệm Phật bao nhiêu chưa? 400. Kinh không? Còn như đèn bông sen này kia rồi quá trời luôn. Cái lượng máy nghe pháp của Những Đức ra vì thấy kinh khủng không? Gỡ đi không biết bao nhiêu mà nói. Lớp đặt đem đi, lớp gỡ đi, tá lạ chứ quá trời luôn mới bị nghĩ đi. Có nghĩa là cái cô mà đặt máy của nó từ xưa giờ chưa từng thấy luôn. Cả cái công ty bên nước ngoài còn nói, họ nói là không tưởng tượng được mà. Mà cả hình ảnh Những Đức bên bển họ còn quảng cáo luôn. Tại vì cái lượng máy nó ra kinh quá, lấy hình Những Đức quảng cáo luôn. Tại vì cái lượng máy và cái máy niệm Phật này của mình nó ra dữ quá. Mà Những Đức cũng không ngờ rằng là cái cách làm của mình nó đặc biệt gì. Mà Những Đức càng ngồi suy nghĩ, Những Đức nói đúng là cái chuyện làm mình Phật sắp xếp. Cái thời cuộc này mà đặt máy giùm công nhận là nó hay thiệt chào. Nó quá hay trong cái thời cuộc này luôn. Cái thời cuộc cơm áo gạo tiền mà cái gì ông cũng cho chứ ông là ai à? Ông làm lạ chứ gì? Mà người ta thấy ông cho mà. Còn cái này đặt giùm ghê chứ. Nhờ đặt giùm mà bao nhiêu năm nay ra biết bao nhiêu mà nói chưa. Nếu như mà cho là gián đoạn lâu rồi. Với cái tâm con người mình mà dễ gì làm hoài. Đối với tiền bạc khó xả ra lắm. Nhưng mà đặt giùm công nhận là hay thiệt. Những Đức nói là cái môn đặt giùm này quá hay rồi quý vị. Thật sự nó quá đặc biệt bởi vì pháp nó còn có thể xây chuyển. Chứ đừng bao giờ mình chết cứng nha quý vị. Phải nhìn thời cuộc nghe. Phải nhìn thời cuộc. Cái đặc biệt nhất của mình là chiếc máy nghe pháp này là thẻ bích. Đúng là cái nghĩ của Những Đức nó lạ thiệt. Cái thẻ bích á. Nên Những Đức từng nói rằng dù mình thầy hay là đệ tử gì, cái nào hay cứ học đi. Đừng có bao giờ đặt cái vấn đề mình là một ông thầy, mình lớn, mình là đệ tử, nó là đệ tử, mình học làm gì. Thầm bậy, nó có cái hay là phải học. Con người sống trong cuộc đời này, nhà bác học còn phải học mà. Hỏi rằng không học sao là nhà bác học. Hiểu không? Cái gì hay là phải học. Nó, Những Đức là một đứa con nít, Những Đức còn học mà. Những Đức hỏi ở nhà con sao, ba mẹ con sao, nó nói hết trơn. Nên Những Đức tại sao dạy để tới quy hoài, Những Đức hỏi con nít thôi. Nó nói thật. Từ nơi đó mà lấy cái đó mà giảng ra. Thấy chưa, nếu không ngồi mà nghe nó tâm sự sao mà giảng hoài được. Nên chúng ta là con người tu, dù tu có lâu năm cũng phải học. Cái gì hay thì học, cái gì thấy không được thì xả ra, cái gì hay thì lụm lại. Điều là cho mình bài học ở mặt trái mặt phải hết trơn. Nó rất là hay luôn. Tại sao mà cứ chết cứng? Chết cứng cứ cho mình là người hiểu biết. Nó là con nít con noi mà cứ vậy thì mình thua. Con nít con noi mà nó làm được gì mình phải suy nghĩ lại. Nó phải làm sao chứ?
đúng quý vị. À, bây giờ tất cả những người cứ cho những đức là thiếu trình độ, nhiều người người ta cứ cho những đức là thiếu trình độ, và những đức là người là nó là tào lao, kệ nó, tào lao với nó đi, tào lao với nó mà được gì thì tào lao đi, đúng không? Ai nói gì mặc kệ, cái quan trọng là cái thành quả. Những đức hỏi quý vị mở công ty, quý vị là ông chủ, nhân viên quý vị mỗi người đều nói một cách nói, quý vị nói câu phan nói thành quả, tao trọng thành quả nó. Mà thành quả làm sao mày không có tác dụng phụ nghe, chứ mày đi giết người cướp của để đạt thành quả tao không chấp nhận. Thành quả của mày phải tương đối mọi người phải chấp nhận thì mày cứ làm đi, cái quan trọng là thành quả chứ đó. Thì quý vị thấy rõ ràng không, cái hội chúng đừng có nói lễ dí Quan Âm bình thường đó. Đó, cả bình thường luôn rồi đó. Những đức nói với vị nghe, bây giờ mà những đức nói mà đi ra ngoài miền ngoài ngoái một phát tức coi, những đức mà giảng với vị có cái lượng Phật tử miền ngoài đông như quý vị thấy. Ôi ơi, bao nhiêu Phật tử miền ngoài người ta mà nói là người ta muốn mời những đức ra ngoài đó. Rất là nhiều mà trưởng nhóm mà những cái đoàn ở ngoài đó hoặc là đạo tràng lớn ở ngoài đó mà muốn đủ những đức ra ngoài đó, những đức không dám nói câu mời gì, thỉnh gì chứ. Rủ những đức đi ngoài đó nhiều lắm, những đức không có đi đó. Thì biết mà nhờ vậy đó mà mình mới thành công gì nè. Những đức đi cũng kẹt lắm, không có được đâu, như gì đâu. Đi hoài Phật tử người ta về đây đâu có mình đâu. Mình ở chỗ người ta mới về. Vẫn là câu cũ. Câu cũ gì? Cây cờ cứ đưa cao lên đi, mọi người sẽ thấy cờ mà tìm đến. Còn mình cứ chuyển cờ hoài, chuyển cờ hoài, có khi người ta không thấy, người ta lỡ không thấy mình, nó mất lòng tin, không biết chùa từng này thầy có giảng không. Còn mình ở chỗ cỡ nào cũng có mình chứ nghe, cỡ nào cũng có mình. Những đức nhìn xuống nguyên cái dàn Phật tử của chúng ta, vì thấy đa phần những người tin nhân quả, nhìn xuống là biết cái hội chúng tin nhân quả rồi. Nói vậy là quý vị tự hiểu đi. Phật tử mà tin nhân quả là hô hấp nhân tạo cũng dễ. Hiểu chưa? Còn Phật tử mà thiếu tin nhân quả thì quý vị sẽ thở khó. Hiểu không? Đó, bây giờ chúng ta là sống trong cái quả địa cầu, giống như chúng ta ở trong một cái trứng, có thở ra hít vào thì cũng trong cái trứng đó thôi. Nếu như quý vị mà thở những dòng hơi thở sạch đẹp, bình an thì chúng ta cũng hưởng được những dòng hơi thở đó ké. Còn nếu như lúc nào cũng cảm thấy bất an hết trơn thì quý vị sẽ thở ra chất độc, chúng ta cũng sẽ hít lại chất độc mà thôi. Nên từ nơi đó đông người gì mới bị có thể ngồi được mà. Thật sự mà nói, tại sao không sống những ngày tháng bình an đi? Hãy sống những ngày tháng bình an đi. Có khi ngày mai chúng ta còn sống hay không? Tại sao chúng ta không sống những ngày tháng bình an của ngày nay đi? Ví dụ như bao nhiêu cái tính toán đi làm việc thiện, việc tốt, vừa nghĩ lên là có phước à. Đó là cái nghĩ thôi. Còn cái làm thì tùy duyên mày chứ. Chứ làm gì, nghĩ là bắt buộc phải làm. Nghĩ thì cứ nghĩ tốt đi. Tại vì cái con người mình không nghĩ tốt thì nghĩ xấu. Nó không nghĩ tốt thì nó nghĩ xấu, nên cần phải nghĩ tốt cho nhiều để đừng có nghĩ xấu. Chứ đâu phải là bắt buộc mình nghĩ tốt là phải làm liền đâu, là mình phải làm được đâu. Làm được thì làm, không được thì thôi, mà cứ nghĩ tốt đi. Hiểu không? Ví dụ như một năm giờ như đứa ngồi nghĩ chi không biết nữa, nghĩ à coi tháng này có cái lễ gì không à, rồi ngày nào như đứa kỹ coi nó là nghĩ tốt. Thường cứ nghĩ vậy để đem cái vọng tưởng đó để mà gọi là giúp cho mình vọng tưởng tốt. Còn nếu mình không có vọng tưởng tốt, mình vọng tưởng xấu thì sao? Đó là cũng một phương pháp tu quý vị, cũng một phương pháp tu. Rồi mỗi ngày có nhiều việc lắm, vừa đi vòng vòng cái nghĩ là cái câu gì hay cái chạy lên giảng tự tại ghê. Nên mấy cái người mà làm phim, quay phim cho những đức ấy, họ nói là họ phải trực chỉ một nơi. Tại sao? Tại vì lúc nào muốn kêu là kêu liền.
lúc nào muốn quay phim là qua vòng. Nó thật sự Như Đức làm việc ngay phòng quý vị. Thời cuộc 4.0 à. Hiểu không? Quý vị thấy bây giờ nhiều người ta làm việc văn phòng không, đúng không? Ăn uống cũng kêu đem về đồ về, đúng không? Những Đức giờ làm việc ngay phòng. Bữa đó có chú kêu nói: ủa sao thầy không biết gì sao hỏi bên ngoài nhiều, thầy cũng không biết trên mạng cái này kia máy tính thầy không biết luôn, mà sao thầy làm việc rõ ràng 4.0. Ở tại phòng làm việc không báo chương trình đủ chuyện, tại phòng luôn, văn phòng nhỏ xíu, chỗ ngủ chỗ làm việc luôn, thì coi á, tiện lợi vô cùng. Qua quay phim trực tiếp, bị coi trực tiếp hoài là ngay phòng Như Đức chứ đâu, phòng Như Đức á đó. Vậy mà làm được chuyện đó nghe, quọt quẹt mà làm hoài. Cái quan trọng của Như Đức là làm hoài. Quý vị coi bây giờ những buổi giảng của câu ai Phật niệm đến cùng, một quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Quý vị bây giờ khắp nên quý vị coi đó. Vậy đó mà cái chỗ giảng của Như Đức ngồi giảng, nếu quý vị mà đến, có những người ngày xưa người ta nghe hai buổi giảng đó, ta nói là con muốn đến tham quan coi cái chỗ giảng đó như thế nào. Cái lúc mà lớp đạo làm con á, người ta vô người ta kinh ngạc còn hơn cái gì nữa. Ủa chỗ này thầy giảng hả thầy? Ừ chỗ này chứ chỗ nào. Bây giờ thì càng kinh ngạc nữa. Kế cái bàn giảng Như Đức là một cái giường ngủ Như Đức mền gói Như Đức để sát bên luôn, là Như Đức ngồi kế bên đó Như Đức giảng luôn. Cái chỗ giảng pháp Như Đức là vậy đó, giảng xong rồi ịt ngang ngủ tại chỗ, tự tại ghê. Giảng xong là ngã ngang là nằm ngủ tại chỗ đó luôn, sát bên mà nó sát, nó dính mé là gì luôn nè. Cái bàn giảng và cái giường ngủ là nó dính là gì luôn nè. Nó nên từ nó nói vì thấy ông rất là đơn giản luôn, quá đơn giản. Vậy mà đơn giản mà làm hoài, đơn giản mà làm hoài mới là quan trọng chứ. Còn thí dụ như cái chỗ giảng người ta đi, người ta trang hoàng nào là tượng này tượng kia tượng nọ, phải tượng cao cấp, tượng sang, tượng xịn gì tùm lum. Vậy mà ta giảng ta nghỉ giảng đó à, quá cho cái chỗ giảng là nhìn đẹp mà sang vô cùng luôn mà người ta lại nghỉ giảng. Còn cái chỗ giảng của mình, cái chỗ ngủ, cái chỗ là một bức tranh bao nhiêu tiền đâu. Vậy đó mà giảng hoài có lúc không bức tranh luôn, gạch luôn quý vị, lấy gạch nguyên chắc luôn để mà làm nền luôn à, thì thấy rõ ràng cái thật chắc giảng là quý vị nghe, nghe mà thấy có kết quả. Thành quả vẫn là quan trọng, đúng không đó. Hôm qua có cô đó ở Châu Đốc, cô đến, cô gặp như thế, cô nói một câu, cô nói là thầy biết vì sao mà nhiều người nghe thầy giảng không? Thầy chỉ có đúng cái là thầy dùng văn tự nó không phải là nằm ở trong cái kinh giáo nguyên văn, mà thầy lại là đem Phật giáo nguyên thủy thầy chuyển thành Phật giáo hiện đại. Cái này mới ghê nè, nó có góc độ đó, nói câu đó là có góc độ chứ không phải giỡn đâu nghe. Nếu bây giờ quý vị mà dùng Phật giáo nguyên thủy á, là quý vị sẽ đi xa, đi phía sau á, không phải đi xa mà đi phía sau. Nên Phật giáo là đi trước thời đại mà sao mình đi phía sau được. Nên mình phải làm sao dùng văn tự của Phật giáo mà trở thành văn tự của hiện đại, nó mới hay. Người hiện đại người ta sẽ tiếp nhận được, sẽ tiếp nhận. Nên những đức nói rằng là cầu an cầu siêu, thì những đức lại nói là gì? Cầu an là bạn an, bạn cầu an cho người. Cầu siêu là bạn đừng buồn dặn người khác thì bạn sẽ cầu siêu, phải không? Văn tự hiện đại rõ ràng luôn. Còn người ta phải nói là cầu an là cái gì đó, là một cái bí quyết, một cái gì đó để cầu siêu. Thì người hiện đại người ta nói sao nó xa quá à? Còn cái này là cái cầu an cầu siêu là chính bạn đó. Chính bạn là con người cầu an cầu siêu á, chứ không phải là một người nào đứng ra để làm cho bạn việc này, mà người ta chỉ phương pháp cho bạn. Mà quý vị khi nghe chỗ này rồi quý vị mới thấy rằng là tra cứu vào kinh giáo phù hợp. Đức Phật nói rằng ta đem một cái giáo pháp dạy cho các con, ta có một ngọn đèn, ta mòi ngọn đèn các con, rồi tự các con cầm ngọn đèn đó mà đi, phải không? Cái này rất rõ ràng mà. Đức Phật đâu có nói rằng ta sẽ đem các con đi về cực lạc, không có việc này. Đức Phật không có nói như vậy, mà Đức Phật nói rằng là các con muốn đi thì các con tự đi. Ta là người đưa ngọn đèn, ta là người chỉ điểm, các con hãy tự đi thì sẽ đến, hay không đó. Nên những đức nói cầu an cầu siêu là ở đâu, là tại ngay bản thân mỗi người chúng ta làm được việc này. Đây là 100%,
Vì sao cái pháp hội giảng pháp của chúng ta mà nó lại thù thắng, nó lại tuyệt vời như vậy? Là vì mỗi người đều đốt lên một ngọn đèn. Mỗi người đều đốt lên một ngọn đèn. Nếu như là vợ chồng mà đi đến đây tu thì Nhẫn Đức nói 100% là đôi vợ chồng này sẽ góc độ cực kỳ sâu luôn. Vì đôi vợ chồng này sẽ hoàn toàn thông hiểu với nhau liền. Nó sẽ thông hiểu. Còn nếu như vợ đến tu, chồng không đến tu thì người vợ này vẫn biết cách để lo cho chồng, cho vợ ở nhà luôn. Vì qua cái cách hướng dẫn của mình làm nó không bao giờ trở ngại. Tốt, tốt, tốt. Tốt hết. Muốn sao cũng tốt hết chứ nha. Nhớ nghe tốt nghe. À, nên tốt là hay rồi. Chúc quý vị an lạc nha. Ai về đâu rồi. Nguyện đem con đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, động sanh về tịnh độ. Ngày nay 30 tháng 4 chúng ta tổ chức khóa tu ngay chủ nhật luôn, nên quý Phật tử về rất là đông, như hôm qua cũng đông lắm. Lễ gì mà mình biết về chùa mà ngay ngôi chùa chuyên tu để mình tu thì đúng là quá ý nghĩa quý vị, ý nghĩa lắm. Rồi chúng ta cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân mình. Xong mình qua bên đây mình ghi giấy cầu an, cầu siêu cho người thân của mình. Rồi xong mình phóng sanh cũng đi thực. Cái công đức này thù thắng dữ lắm. Chứ cái đại chúng đông người gì. Trong khi bên ngoài bây giờ người ta đi chơi chỗ này chỗ kia, người ta sát sanh ăn nhậu. Nhưng mình được đi vô chùa, đấy là bình an và hạnh phúc lắm. Nên chúng ta nguyện đem cái công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng và tất cả những người ghi giấy cầu an. Và chúng ta nguyện đem công đức này cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời, nhiều kiếp, và hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết mà chưa được siêu thoát. Quý vị về đây ghi giấy cầu siêu cho người thân và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cho tất cả những người chết đó. Nhờ công đức này mà tất cả chư hương linh thần thức được sáng suốt tỉnh táo, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, nhất là những người mà mang nghiệp phá thai về đây mình tu hành. Rồi những thai nhi các con nên buông xuống cái tâm hận thù. Bây giờ chùa ở đây chúng ta tu hành suốt nghe pháp, mình ở lại đây mình tu mỗi ngày đều có cúng thí thực cho mình dùng. Như chiều nay Nhẫn Đức sắp xếp quý cô coi dọn đồ cúng thí thực, nên dọn trước ngoài sân chùa chút ngoài đó đó. Nên hồi sáng gặp một cái cô này chắc cô cũng có duyên, cô nói rằng khi thầy giảng trong đây ở ngoài cổng chùa người ta đông lắm, người ta muốn vô mà người ta vô không được, đông dữ lắm. Hương linh người ta đông dữ lắm, người ta muốn vô, cả chiến sĩ người ta cũng không vô được, có những người vô được, người vô không được, người ta đòi vô đây. Nên từ nơi đó không phải ai cũng có thể hương linh người ta vô chùa được, không dễ đâu quý vị. Nên từ nơi đó mà khi duyên phước mà yếu rồi vô không được cái nơi mà có ánh sáng lớn đâu. Nên từ nơi đó mà cúng đi thực ngoài đó một chút cho người ta, tội nghiệp người ta. Nó rồi quý thầy cúng rồi niệm Phật đồ cho người ta. Thật sự mà nói mình còn sống gì, mình còn có thể tiện bề tu phước tu duyên, còn chết rồi toàn là trông chờ người thân không à. Nên mình bây giờ mà thí dụ như ở nhà mình sát sanh hại vật mình cúng mới được cái gì, mà còn làm khổ họ thêm. Còn mình đi vô chùa mình tu gì, một cái chắp tay, một cái hướng về họ thôi là cũng quá tốt rồi. Tại vì đông người cùng tu cái lực này nó mạnh dữ lắm. Ông bà tổ tiên mình đang chờ mình. Rồi tất cả mình nhớ ơn đất nước, mình nhớ ơn những người nằm xuống để giữ được bình yên này. Mình tu cả ngày nay rồi ngày mai 30 tháng 4, 1 tháng 5 mình hồi hướng cho người ta là cái tâm nhớ ơn đất nước, nhớ ơn những chiến sĩ chặn vong. Nó nên mỗi một con người mình nên có cái tâm đó quý vị. Khi còn sống tu phước tu duyên dễ, chết rồi khó dữ lắm. Nên mỗi người mình nghe đạo hiểu rồi làm con cháu cố gắng đi. Nhất là những cái pháp hội này quá lớn,
quá đông người tu. Nên từ nơi đó mà mình niệm Phật, mình tu để hồi hướng cho họ. Nói quý vị ở đây ngày nay, ngày mai, rồi ai ở được thì ở luôn 2 ngày nghỉ bù, mình ở đây mình tu, còn về thì cứ về, nhưng mà 2 ngày bữa nay và ngày mai cố gắng mình ở mình tu để hồi hướng, cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân, và cầu cho cái kiếp nạn nhân sinh nó quá giải bớt đi. Nhiều người tu nó mới quá giải bớt kiếp nạn quý vị. Đó là cái tâm những đức chia sẻ, nhiều quý vị phát cái tâm cho mạnh lên. Nên chúng ta cố gắng. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, từ thực biên tập phương nhất thiết Phật tự công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngã đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngộ tình chung ngã kim tí như cung, từ thực biên tập phương nhất thiết cổ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Nhớ đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, thử thực biến thập phương nhất thiết cô hồn công, tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mộng lũng lăng ta bà ha, án mộng lũng lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, có nay sinh Phật nguyện vãng sanh, từ bi tiếp độ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khi mình cúng mà mình niệm Phật gì nữa quý vị, cái sự lợi ích lớn dữ lắm á nha. Nên khi mình niệm Phật là mình nhiếp tâm. Như ở nhà mình đám dỗ hay là cái gì đó mình cúng là phải niệm Phật nhiều gì nè. Hay dữ lắm đó quý vị nhớ. Chúng ta phóng sanh nha. À, quý vị về đây mình tu học xong có cái lễ phóng sanh. Phóng sanh đặc biệt lắm. Tại vì cái công đức phóng sanh là giống như cái công đức mà cứu mạng mà. Nên chư tổ sư nói rằng tất cả các môn thiện thì cứu mạng là quan trọng nhất. Nhớ. Nên từ nơi đó mà lễ lọc ở chùa mình lúc nào cũng có lễ phóng sanh. Quý vị nhớ là có nhiều người mình đi đến đây mà mình sống trong cái cuộc đời này mà mình lại bệnh hoạn là do cái nghiệp sát sanh. Có những người ta khỏe mạnh là do gì? Người ta từng ăn chay phóng sanh. Nên Phật nói là tài thí thì giàu sang, mà pháp thí thì thông minh trí tuệ. Mà ăn chay phóng sanh thì sức khỏe tuổi thọ kéo dài, gieo nhân thì gặt quả. Nên mình về đây mà mình giữ được cái lễ phóng sanh, tất cả những người mà mình bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia mà bác sĩ dạy rồi đó, quý vị ăn chay trường đi, đừng có sát sanh hại vật nữa. Ăn chay, phóng sanh, niệm Phật, rồi quý vị thấy có sự chuyển hóa đặc biệt lắm. Chùa mình là những đức nhìn thấy rất nhiều người ung thư mà người ta niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư, còn nó không chuyển hóa được thì chết. Vậy thôi. Không, trong cuộc đời này một là sống, hai là chết thôi, chứ có gì đâu. À, nhưng mà mình niệm Phật mình chết, mình giảng sanh. Còn nếu như mình không niệm Phật nó cũng chết mà nó đỏ, hiểu không? Nên bây giờ những đức nói rõ ràng là nếu mà niệm Phật mà nó không khỏe thì chết. Vậy thôi à. À, nên rất là tự tại quý vị. Nên quý vị nên tập tu làm sao mà tự tại. Một là sống, hai là chết, chắc chắn là không chạy thoát. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y cho mấy con chim xong mình thả nha. Rồi xong rồi mấy chú chim này thả ra xong ở xung quanh chùa, khi bỏ thân này đều hướng về Tây Phương Cực Lạc. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Phật không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Phật không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật hoan hỷ vui vẻ, vỗ tay để thả chim nha. Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà, A Di Đà Phật 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 A Di Đà, A Di Đà Phật 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 A Di Đà A Di Đà Phật 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 nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha.